Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 131. Không thể không nói, lúc này đây Diệp Huyên có hơi sốc. Cha hắn xử lý ông ngoại hắn luôn á hả? Còn có cái kiểu đó ư? Đúng lúc này, âm thanh kia thấp giọng thở dài, cũng không phải lỗi của cha ngươi, mà do ông ngoại ngươi muốn hấp thu huyết mạch của cha ngươi. Hơn nữa, ông ngoại ngươi cũng không phải hạnh người tốt lành gì. Đều là chuyện xưa cả. Sau này ngươi sẽ hiểu rõ mấy thứ ân oán này thôi. Diệp Huyên trầm giọng, bây giờ ta không muốn biết lắm về mấy thứ ân oán đó, ta chỉ muốn biết là liệu có ai thu phục được cô gái kia không thôi. Âm thanh kia đáp, vốn dĩ huyết mạch của ngươi có thể áp chế nàng ta, nhưng bây giờ huyết mạch của ngươi đã bị phong ấn rồi, làm sao đọ lại được. Diệp Huyên cạn lời, ta cũng đâu biết gì nhỏ của mình lại, hố, mình thế chứ. Âm thanh kia nói, dù sao người đó cũng là dì nhỏ của ngươi, hay là ngươi đi nói chuyện với nàng ta, biết đâu lại hóa giải được ân oán nào đó trước kia. Dù sao thì ngươi cũng giỏi nói phét lắm mà. Diệp Huyên. Âm thanh kia lại nói, dì lớn còn có chút việc, tự ngươi bảo trọng đi ha. Trong điện, Diệp Huyên thấp giọng thở dài. Ân oán. Ân oán cái quần què ấy. Chuyện của đời trước thì liên quan đếch gì tới ông đây chứ? Sao lại đều chạy tới đòi đánh ta? Sau một hồi, Diệp Huyên lại thở dài cái nữa, rồi quay người rời đi. Chỉ có thể tới tìm cô gái kia để nói chuyện thôi. Giống những gì dì lớn nói, đều là người một nhà cả, đánh đấm làm gì chứ? Tâm sự chẳng phải tốt hơn à? Tất nhiên cũng là do đánh không lại. Sau khi rời khỏi Ngũ Duy, Diệp Huyên đi tới Thánh Vực. Vẫn nên tâm sự thôi vậy. Diệp Huyên vừa tới Thánh Vực thì Thánh Chủ kia đã xuất hiện trước mặt hắn, lúc này, cánh tay ông ta đã hồi phục. Thánh Chủ nhìn Diệp Huyên, người muốn làm gì? Diệp Huyên cười nói, giết người, à không, tâm sự tí thôi. Ta tới để trò chuyện. Thánh Chủ nhìn chằm chằm Diệp Huyên, tâm sự, giữa chúng ta thì có gì để nói? Diệp Huyên chỉ phía dưới, ta tới để trò chuyện với dì nhỏ của mình. Thánh Chủ nhíu mày, Diệp Huyên, ngươi lại nói sằng bậy gì đấy? Diệp Huyên chớp mắt, Thánh Chủ à, lẽ nào ông không biết cô gái dưới kia là dì nhỏ của ta sao? Dì ruột luôn đó. Thánh Chủ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ngươi tới nhận người thân đấy à? Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Mặt Thánh Chủ không chút cảm xúc, dưới đó chẳng có ai cả. Ngươi đi đi. Diệp Huyên cười hê hê, hắn rút kiếm vô thượng ra, rồi gõ nhẹ vào lòng bàn tay mình, không nói gì hết mà chỉ cười. Vẻ mặt Thánh Chủ có phần khó coi. Mợ nó, thằng nhóc này đang uy hiếp người khác. Có điều ông ta quả thật không có cách nào ngăn cản Diệp Huyên. Cường giả thần cảnh căn bản không thể làm gì được Diệp Huyên, bởi vì thân thể của Diệp Huyên quá mức biến thái. Thế nên... cường giả thần cảnh không thể tạo thành thương tổn chí mạng nào đối với thân thể Diệp Huyên. Đúng lúc này, bên dưới đột nhiên có một giọng nói truyền lên, cho cậu ta xuống đây đi. Nghe vậy, Thánh Chủ vội vàng cung kính hành lễ với bên dưới, sau đó nhìn sang Diệp Huyên, đi xuống đi. Diệp Huyên đi xuống dưới, chỉ chốc lát sau, hắn đi tới một rừng trúc, vượt qua nó thì nhìn thấy một căn nhà bằng trúc. Lúc này... bên trong nhà trúc đột nhiên có tiếng nói, vào gì? Diệp Huyên không hề do dự đi luôn vào. Trong nhà bày biện rất đơn giản, chỉ có một cái giường, một chiếc bàn trúc và hai cái ghế. Cô gái đang ngồi trước bàn đọc sách. Nhìn thấy Diệp Huyên, cô gái mỉm cười, ngồi đi. Diệp Huyên gật đầu, hắn ngồi xuống đối diện nàng ta, trên bàn chính là ván cờ mà quân trắng đang ở thế tuyệt lộ. Diệp Huyên cười nói, quân trắng này chính là ta sao? Cô gái lắc đầu cười, không phải ngươi, mà là ta. Diệp Huyên nhíu mày, bà. Cô gái cười đáp đúng, bất kể ta đi thế nào thì cuối cùng cũng sẽ chết. Diệp Huyên nhìn cô gái, ta nghe người khác nói, bà đúng là dì nhỏ của ta. Cô gái gật đầu, đây là sự thật, đúng là thân thích đấy. Diệp Huyên cảm thấy khó hiểu. Vì sao lại hãm hại ta như thế? Cô gái cười nói, vì vài ân oán. Diệp Huyên hỏi, của thế hệ trước? Cô gái gật đầu.
Diệp Huyên nhìn nàng ta, ân oán của thế hệ trước mà bà lại lôi đi ức hiếp tiểu bối, thấy hay ha. Cô gái cười đáp, người của thế hệ trước ta đánh không lại. Nghe vậy, khóe miệng Diệp Huyên bỗng dần giật, suýt chút nữa phun trào. Mợ nó chứ, không đánh lại thế hệ trước thì bà tới đánh ta đấy à? Ta ABCXZ bà. Cô gái cười nói, hôm nay ngươi tới tìm ta để nói chuyện này thôi à? Diệp Huyên đáp, muốn biết thêm vài chuyện. Cô gái đặt quyển sách trên tay xuống chiếu, cười nói, hỏi đi. Diệp Huyên nhìn nàng ta, bà đủ khả năng giết ta, đúng chứ? Cô gái gật đầu, đúng vậy, nhưng với điều kiện là không có người nào nhúng tay vào. Có điều, nếu ta động tới ngươi, chắc chắn sẽ có người ra tay ngăn cản. Giống bây giờ vậy, tuy ở đây chỉ có hai chúng ta, nhưng ta vẫn không thể giết ngươi được. Diệp Huyên nhíu mày, tại sao? Cô gái cười nói, đây không phải trọng điểm. Diệp Huyên trầm mặc một thoáng, lại hỏi, ta muốn biết về ân oán của thế hệ trước. Cô gái lắc đầu, không thể nói cho ngươi, mà không, phải là ta không muốn nói lắm. Diệp Huyên nhìn nàng ta, nói vậy tức là bà cứ nhất định muốn đùa chết ta sao? Cô gái cười đáp, đúng vậy. Diệp Huyên gật đầu, đã hiểu. Nói xong, hắn đứng dậy rời đi. Lúc bước tới cửa, hắn quay đầu nhìn về phía cô gái, bà làm nhiều thứ như vậy chắc hẳn không chỉ vì muốn mượn tay kẻ khác để giết ta thôi, đúng không? Cô gái cười đáp, đúng vậy. Diệp Huyên hỏi, nguyên nhân tai ách? Nàng ta gật đầu. Diệp Huyên cũng khẽ gật đầu, đã hiểu. Nói xong, hắn biến mất khỏi nơi ấy. Trong căn nhà trúc, nụ cười trên mặt cô gái dần biến mất. Một lát sau, nàng tay khẽ đặt tay phải lên bàn cờ, thế rồi, cả bàn cờ liền lập tức hóa thành hư vô. Ngọc đá cùng nát. Như vậy thì sẽ không có phe nào thắng. Diệp Huyên về tới vũ trụ ngũ duy liền gọi Bạch Đế Tử đến. Trong điện, Diệp Huyên trầm giọng nói, điều tra về mấy thế lực thần bí từng tới tìm ra, xem bọn họ có lai lịch thế nào. Bạch Đế Tử trầm giọng, trước khi cậu rời khỏi. Ta đã phái người đi điều tra rồi. Nhưng lại chẳng có bất cứ tin tức gì. Diệp Huyên nói khẽ có lẽ vì cách chúng ta xa quá. Bạch Đế Tử gật đầu, ta đã nhờ Huyền Thành giúp đỡ, và bọn họ cũng đã đồng ý. Diệp Huyên thoáng do dự một lát mới nói, chuyện nhờ Huyền Thành giúp nhất định phải lặng lẽ mà làm, nếu không có thể sẽ khiến họ bị liên lụy. Bạch Đế Tử khẽ gật đầu, ta hiểu rồi. Dứt lời. Ông ta thoáng do dự một lát mới nói tiếp, cậu có biết kẻ nào tác quái phía sau không? Diệp Huyên gật đầu, đã biết. Bạch Đế Tử im lặng một lát rồi dặn dò, bất kể thế nào cũng phải cẩn thận. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu. Bạch Đế Tử còn muốn nói gì nữa, song đúng lúc này một bóng mờ đột nhiên xuất hiện trong đại điện. Diệp Huyên nhìn về phía bóng mờ kia, cái bóng khẽ cúi người hành lễ với hắn, sau đó để lại một quyển trục rồi lặn mất. Diệp Huyên mở lòng bàn tay ra, quyển trục kia liền xuất hiện trong tay hắn, bên trên chỉ có đúng bốn chữ cái, thần thánh, Bắc Hoang. Thần thành, Bắc Hoang. Diệp Huyên khẽ dồn sức lên tay phải, sau đó quyển trục liền biến mất. Thế lực thần bí lúc trước đến từ Bắc Hoang. Mà rõ ràng cô gái kia đang lợi dụng Bắc Hoang. Diệp Huyên im lặng một thoáng mới cất lời, ta ra ngoài một chuyến. Nói rồi. Hắn liền biến mất. Bắc Hoang. Qua Diệu Thành khẩn ngồi trước tấm bia đá, sau lưng hắn ta là mấy chục cường giả siêu cấp. Những người này đều đã đạt tới thần cảnh siêu việt. Giờ phút này, tất cả bọn họ đều quỳ gối trước bia đá kia. Chẳng biết qua bao lâu, bia đá bỗng rung khẽ, sau đó, một cô gái bước ra từ bên trong. Trên người cô gái chỉ có đúng một chiếc áo ngực màu đen. Làn da trắng muốt lộ hết ra ngoài, bên dưới cũng chỉ mặc một chiếc váy da cực ngắn, để lộ đôi chân trắng như ngọc. Sau khi cô gái xuất hiện, nàng ta chậm rãi nhắm mắt, đám qua diệu ở trước mặt nàng ta thì vội vàng cung kính hành lễ tham kiến thánh sứ. Ngón tay xinh đẹp của cô gái hơi cong lên, một chiếc áo lụa mỏng tang màu đen đột nhiên choàng trên người nàng ta, có điều như vậy lại càng làm nàng ta trông quyến rũ gợi cảm hơn trước. Một lát sau, cô gái đột nhiên mở mắt, ánh mắt xuyên qua tinh không, tới tận thánh vực. Trong nhà trúc,
Cô gái thần bí đang xem sách đột nhiên mở to mắt, nàng ta quay đầu liếc một cái, cười nói, thú vị đấy. Xem ra ta vẫn hơi coi thường nền văn minh tiền sử kia rồi. Tại Bắc Hoang, cô gái thánh sứ khẽ mở lòng bàn tay, một thanh loan đao xuất hiện trong tay nàng ta, thế rồi, nàng ta khẽ quơ đao một cái. Xoẹt! Không gian trước mặt nàng ta lập tức nứt ra, gần như cùng lúc đó, trong căn phòng trúc tại thánh vực, không gian trước mặt cô gái thần bí cũng đột ngột nứt vỡ y hệt, một mũi đao gió màu đen nhanh chóng lao ra. Vẻ mặt của cô gái thần bí vẫn rất bình tĩnh, nàng ta chỉ khẽ trỏ một cái. Ầm! Mũi đao gió đen kia rung bần bật, rồi chậm rãi biến mất. Thánh sứ lại vung thêm một đao nữa. Xoẹt! Thẳng với vầng trán của cô gái thần bí đột nhiên xuất hiện đao gió lao vút tới, nhưng đến khi đao gió cách trán nàng ta chừng nửa tấc thì bỗng ngừng lại. Bởi vì cô gái thần bí đã kẹp nó lại bằng hai ngón tay. Nàng ta chỉ nhẹ nhàng kẹp lấy, mũi đao kia đã lập tức hóa thành hư vô, sau đó, nàng ta khẽ trỏ tay một cái về phía trước. Thánh vực, không gian trước mặt thánh sứ đột nhiên nứt, một đạo chỉ ấn phá không lao tới. Vẻ mặt thánh sứ rất bình tĩnh, nàng ta mở lòng bàn tay, vô số đao quang bay ra từ lòng bàn tay ấy. Xoẹt 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 xoẹt. Trong chớp mắt, số chỉ ấn kia đã bị cắt thành bụi phấn. Tại thánh vực, trong căn nhà trúc, cô gái chỉ mỉm cười mà không đánh tiếp. Ở Bắc Hoang, thánh sứ cũng không ra tay nữa, vô số đao quang cứ thế xoay xung quanh nàng ta. Qua Diệu do dự một lát mới cất lời hỏi, thưa thánh sứ. Thánh sứ khẽ đáp, rất mạnh. Rất mạnh. Nghe vậy, vẻ mặt Qua Diệu lập tức ngưng trọng hẳn. Thánh sứ khẽ nhắm mắt lại, nàng ta cố xông vào Bắc Hoang chúng ta, mang theo đám hồn phách đó, đồng thời còn ức hiếp Bắc Hoang ta, chính là vì cậu trai tên Diệp Huyên đó. Qua Diệu gật đầu, đúng ạ, thằng nhóc kia đã hấp thu sạch đám hồn phách kia rồi. Dứt lời, hắn ta hơi ngừng một lát mới nói tiếp, mà cậu ta cũng không đơn giản, đặc biệt là nhục thể còn cực kỳ mạnh mẽ, và lại huyết mạch của cậu ta còn có năng lực chữa trị cực mạnh. Mặt thánh sứ không lộ cảm xúc, để ta đi coi sao. Các ngươi hãy ở đây chờ minh sứ xuất quan. Minh sứ. Nghe vậy, Qua Diệu thoáng sửng sốt, vội vàng gật đầu, vâng. Thánh sứ không nói gì nữa, nàng đi bước lên trước một bước, sau đó đột nhiên biến mất khỏi phạm vi Bắc Hoang. Trong tinh không, Diệp Huyên ngự kiếm mà đi, sau một hồi lâu, hắn đã đến thần thành. Lúc hắn định bước vào thần thành, một đạo thần thức mạnh mẽ đột nhiên bao trùm lấy hắn. Diệp Huyên khẽ chau mày, mà đúng lúc này, đạo thần thức kia đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi. Diệp Huyên hơi sững sờ, một lúc sau, hắn tiếp tục bước về phía trước, trong thành chỉ có một quán rượu nhỏ nhìn rất mới, giống như vừa mới được xây xong vậy. Hắn bước vào quán rượu, trong quán rượu chỉ có hai người, một người là chủ quán, một người là tiểu nhị. Mà lúc này, hai người đều đang nhìn Diệp Huyên. Diệp Huyên bị hai người này nhìn có chút khó hiểu, hắn hỏi, hai vị biết ta? Tiểu nhị nhìn về phía chủ quán xua tay, tiểu nhị lùi lại. Chủ quán nhìn Diệp Huyên, cười nói, muốn uống rượu không? Rượu ngon nhất ở đây là Hồ Kiếm Xuân. Diệp Huyên suy nghĩ một chút, rồi cười nói, lấy cho một vò. Chủ quán cười nói, mời ngồi. Diệp Huyên bước tới một bên rồi ngồi xuống, chủ quán ngay lập tức bưng tới một vò rượu cùng hai món đồ nhắm. Chủ quán đang định lui xuống thì Diệp Huyên đột nhiên cười nói chuyện một chút không? Chủ quán do dự một chút rồi gật đầu, được. Ông ta đến ngồi đối diện Diệp Huyên. Diệp Huyên cười nói, tiền bối biết ta. Chủ quán khẽ mỉm cười, sao ngươi lại nói vậy? Diệp Huyên nói, lúc ta vừa bước vào, ánh mắt các người nhìn ta. Chủ quán trầm mặc. Diệp Huyên đột nhiên hỏi, ta hỏi thẳng, các người cùng một bọn với người phụ nữ kia sao? Chủ quán dường như biết người mà Diệp Huyên nói là ai, lập tức lắc đầu, không phải. Không phải. Diệp Huyên lại hỏi, các người biết ta? Chủ quán gật đầu, sư tôn ta biết ngươi. Diệp Huyên có chút hiếu kỳ, sư tôn người, ta có thể gặp một chút không?
Chủ quán lắc đầu, tạm thời không tiện. Diệp Huyên cười nói, tại sao? Chủ quán do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, mục đích thực sự ngươi tới lần này là vì người phụ nữ kia nhỉ? Diệp Huyên gật đầu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chủ quán thấp giọng thở dài, Diệp công tử, thực không dám giấu, người phụ nữ đó cũng đã từng đến tử quán. Mà chúng ta không thể làm gì nàng ta. Sau một lúc im lặng, Diệp Huyên cười nói, vậy ta sẽ hỏi về chuyện của Bắc Hoang. Bắc Hoang. Chủ quán nói, cái này thì bọn ta có biết một chút. Bắc Hoang là một nền văn minh tiền sử, cũng tức là nói, đó là nền văn minh có trước đạo kinh. Hệ thống tu luyện của bọn họ hoàn toàn khác với chúng ta, hệ thống cảnh giới của bọn họ cũng không giống. Hơn nữa, bọn họ cũng luyện sức mạnh tín ngưỡng, có điều, không quá giống với của chúng ta. Hơn nữa, một số phương pháp tu luyện của bọn họ rất đặc biệt, chẳng hạn như bọn họ luyện niệm lực. Mà bọn ta chẳng biết chút gì về niệm lực này cả, ngoài ra, còn có một số luyện minh lực, một loại sức mạnh đặc biệt. Nói đến đây, sắc mặt của ông ta trở nên có chút ngưng trọng. Diệp Huyên cười khổ, thực không dám giấu, người phụ nữ đó chắc là đã đến Bắc Hoang rồi, sau đó bà ta mang linh hồn của mấy cường giả ở Bắc Hoang ra, sau đó đưa cho ta hấp thụ. Chủ quán nhìn về phía Diệp Huyên, người hấp thụ rồi. Diệp Huyên xua tay, bà ta cưỡng chế bắt ta hấp thụ. Chủ quán trầm giọng nói, nàng ta muốn Bắc Hoang đối địch với ngươi. Diệp Huyên gật đầu. Chủ quán trầm mặc một lúc rồi nói, người định làm thế nào? Diệp Huyên nói, ta muốn đi Bắc Hoang một chuyến, giải thích sự hiểu lầm này một cách rõ ràng. Có điều, ta sợ rằng ta sẽ có đi mà không có về, bọn họ không chỉ rất mạnh, mà còn rất đông người. Chủ quán do dự một chút, sau đó nói, người đã hấp thụ hoàn toàn những linh hồn đó rồi. Diệp Huyên gật đầu. Chủ quán lại thở dài một lần nữa. Vậy thì đây không còn là phiền phức bình thường nữa rồi. Diệp Huyên trầm giọng nói, kỳ thực ta không quá lo lắng về Bắc Hoang, điều mà ta lo lắng chính là người phụ nữ đó, trực giác mách bảo với ta rằng người phụ nữ đó đang âm mưu toan tính gì đó. Chủ quán gật đầu, sư tôn cũng có nói qua, nàng ta dường như đang mưu đồ gì đó, chứ không phải chỉ đơn thuần muốn gây phiền phức cho ngươi, có thể liên quan đến nguyên nhân tai ách trên người ngươi. Diệp Huyên khẽ gật đầu, ta cũng đoán là nguyên nhân tai ách, có điều, cụ thể thì ta cũng không biết. Chủ quán liếc nhìn Diệp Huyên một cái, Diệp công tử, một mình ngươi không thể chống lại nàng ta, sư tôn kiến nghị ngươi tìm một vài người của đời trước tới. Diệp Huyên xua tay, tìm không thấy mà, tiện thể, mấy người có thể giúp ta liên lạc với Thanh Nhi không? Chủ quán hỏi, cô gái váy trắng. Diệp Huyên gật đầu. Chủ quán liền vội lắc đầu, không được. Diệp Huyên có chút không hiểu, tại sao? Chủ quán trầm giọng nói, Diệp công tử, sư tôn cũng không kiến nghị ngươi gọi vị tiền bối đó quay lại. Bởi vì nếu cô ấy quay lại, mọi chuyện sẽ trở nên càng thêm phức tạp, vả lại, dì nhỏ kia của ngươi, mục đích của nàng ta có thể cũng là cô gái váy trắng. Diệp Huyên khẽ chau mày, giết Thanh Nhi. Chủ quán lắc đầu, nàng ta không có khả năng đó. Nàng ta có thể đang tính kế ngươi với cô gái váy trắng, mà thứ duy nhất có thể giam chân cô gái váy trắng chính là nguyên nhân tai ách, vì vậy. Nói đến đây, ông ta thấp giọng thở dài, thực ra sư tôn cũng không biết rõ mục đích thực sự của nàng ta, điều duy nhất mà ngài ấy biết được, đó chính là có liên quan đến nguyên nhân tai ách, bởi vì nếu nàng ta muốn giết ngươi thì chỉ có dựa vào nguyên nhân tai ách. Diệp Huyên đột nhiên hỏi, ta có thể gặp sư tôn người một chút không? Chủ quán lắc đầu, sư tôn không thể gặp ngươi, mong ngươi hiểu cho. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu, vậy chúng ta nói về Bắc Hoang đi. Bắc Hoang này hiện giờ coi ta như kẻ thù không đội trời chung, mặc dù trước đó ta đã lừa bọn họ rời đi, nhưng ta tin rằng, chẳng bao lâu nữa, bọn họ nhất định sẽ kéo nhau trở lại. Chủ quán đột nhiên nói, đi tìm Đinh cô nương. Đinh cô nương. Diệp Huyên chớp chớp mắt, là ai vậy? Chủ quán lấy ra một quyển trục, đặt trước mặt Diệp Huyên, Diệp công tử bảo trọng. Nói xong, ông ta đứng dậy rời đi. Diệp Huyên trầm mặc một hồi lâu, sau đó hắn cầm quyển trục lên, đứng dậy rời đi. Mà chưa đi được bao lâu,
hắn đột nhiên quay đầu lại nhìn, cách đó không xa, quán rượu nhỏ kia đột nhiên bốc cháy, chẳng mấy chốc, cả quán rượu nhỏ trực tiếp hóa thành hư vô. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, thực xin lỗi, không biết sẽ làm liên lụy đến mấy người. Đa tạ. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Trong tinh không, Diệp Huyên mở quyển trục ra, thực ra chính là một tấm bản đồ. Đinh cô nương. Diệp Huyên có chút tò mò, Đinh cô nương mà tiền bối của quán rượu đó nhắc tới là ai chứ? Mình đi tìm cô ấy, liệu có liên lụy đến cô ấy không nhỉ? Sau một hồi trầm mặc, cuối cùng Diệp Huyên cũng lựa chọn tìm vị Đinh cô nương này, bằng không, nếu tiếp tục để người phụ nữ đó ra tay, ai biết được sẽ làm ra loại chuyện gì? Là thực sự đánh không lại mà. Cho tới bây giờ, hắn cũng không biết rốt cuộc người phụ nữ đó có thực lực như thế nào. Nếu như đã là ân oán của đời trước, thì hãy để đời trước bọn họ tự mình giải quyết đi. Ân oán này, lão tử không gánh. Tại vũ trụ ngũ duy, vào ngày này, một người con gái đột nhiên đến tinh không của vũ trụ ngũ duy. Chính là thánh sứ kia. Thánh sứ đứng trong tinh không, nhìn xuống vũ trụ ngũ duy phía dưới, một hồi lâu sau, trong mắt nàng hiện lên một tia kinh ngạc, mảnh vũ trụ này. Có chút thú vị. Nói đến đây, nàng đột nhiên quay đầu lại, ở cách đó không xa có một cô bé đang đứng. Mộ Niệm Niệm. Thánh sứ nhìn Mộ Niệm Niệm, một lúc sau, nàng liếc nhìn xiên kẹo hồ lô trong tay Mộ Niệm Niệm một cái, sau đó nhẹ giọng nói, muội rất mạnh. Mộ Niệm Niệm nói, Bắc Hoang. Thánh sứ gật đầu. Mộ Niệm Niệm cười nói chuyện một chút không? Thánh sứ liếc nhìn xiên kẹo hồ lô của Mộ Niệm Niệm một cái, hỏi có chuyện gì cần nói sao? Mộ Niệm Niệm khẽ mỉm cười, người phụ nữ đó đang lợi dụng các tỷ. Vẻ mặt thánh sứ bình tĩnh, người phụ nữ đó muốn lợi dụng bọn ta để đối phó với thiếu niên kia. Mộ Niệm Niệm cười nói, xem ra, ta có thể bớt nói mấy lời thừa thãi rồi. Có điều, ta có chút tò mò, tỷ làm thế nào mà biết được? Hay chỉ là phỏng đoán? Tay phải thánh sứ đang giấu phía sau lưng từ từ nắm chặt lại, ta với nàng ta có giao thủ qua, nàng ta rất mạnh, một kẻ mạnh như vậy, cướp lấy những linh hồn kia cũng chẳng có ý nghĩa gì, những bảo vật kia đối với nàng ta cũng chẳng có ý nghĩa gì. Vậy thì, chỉ còn lại hai khả năng, thứ nhất, nàng ta thực sự là vì thiếu niên kia, thứ hai, nàng ta giá họa cho thiếu niên kia, muốn Bắc Hoang ta kết thù với người thiếu niên đó. Nói đoạn. Nàng nhìn xuống phía dưới, lần này tới, chính là muốn xem thử thiếu niên đó và vũ trụ này. Vũ trụ này không hề đơn giản, muội rất mạnh, thế nhưng, muội có chút kỳ lạ, hiện tại muội đang ở trong một loại trạng thái rất kỳ lạ. Mộ Niệm Niệm cười nói, trạng thái rất lạ. Thánh sứ gật đầu, dường như có cái gì đó đang ám muội. Mộ Niệm Niệm khẽ mỉm cười, nguyên nhân tài ách. Thánh sứ khẽ nhíu mày, nguyên nhân tài ách. Mộ Niệm Niệm hỏi, ở thời đại của các tỷ không có nguyên nhân tai ách sao? Thánh sứ khẽ đáp, thứ mà muội nhắc đến chắc là ách thể. Mộ Niệm Niệm có chút hiếu kỳ, ách thể. Thánh sứ gật đầu, nguyên nhân tai ách mà muội nói đến chắc chính là thứ mà bọn ta gọi là ách thể, nguồn gốc của nhân quả của mọi điều ác. Nhưng loại người này, cho dù là ở thời đại của bọn ta, cũng chưa từng xuất hiện, ở thời đại của bọn ta lại từng xuất hiện thiện thể. Còn về ách thể này, không chỉ ở thời đại của bọn ta, mà cho dù là thời đại cổ hoang cổ đại nhất cũng chưa từng xuất hiện. Mộ Niệm Niệm liếm kẹo hồ lô, sau đó nói, các tỷ có cách nào giải quyết loại ách thể này không? Thánh sứ lại nhìn xiên kẹo hồ lô của Mộ Niệm Niệm một lần nữa, có. Mộ Niệm Niệm chớp chớp mắt, có sao? Thánh sứ nói, ách thể không thể trực tiếp xóa bỏ hay trực tiếp thay đổi, nhưng có thể nghịch chuyển, cưỡng chế nghịch chuyển. Mộ Niệm Niệm hỏi, nghịch chuyển thế nào? Thánh sứ nhìn về phía Mộ Niệm Niệm, trở nên mạnh hơn. Mạnh đến mức không dính vào bất kỳ nhân quả nào. Mộ Niệm Niệm trầm mặc. Đây không phải là đang nói cô gái váy trắng sao? Người con gái đó chính là người mà mọi loại nhân quả không dám dính vào. Nhưng Diệp Huyên muốn đạt tới loại trình độ đó của cô gái váy trắng, thì rất khó, ít nhất không phải trong khoảng thời gian ngắn là có thể làm được. Lúc này, thánh sứ đột nhiên nói, thiếu niên kia có thể mang ách thể sống đến bây giờ,
là có người đang thay hắn ngăn cản nguồn gốc của ách thể, đúng không? Mộ Niệm Niệm gật đầu, đúng vậy. Thánh sứ khẽ nhíu mày, có người làm được chuyện này sao? Mộ Niệm Niệm cười đáp, đúng vậy. Thánh sứ lắc đầu, không thể nào. Nguyên nhân tai ách này, vốn, không đúng, muội không có lý do gì để lừa ta, hơn nữa, thiếu niên đó cũng quả thực vẫn còn sống. Mộ Niệm Niệm liếm kẹo hồ lô, khẽ mỉm cười, nói chuyện với những người thông minh thật tốt, bởi vì ngươi không cần phí lời giải thích quá nhiều. Lúc này, thánh sứ đột nhiên hỏi, cái muội đang liếm là cái gì vậy? Mộ Niệm Niệm cười đáp, kẹo hồ lô. Thánh sứ do dự một chút, nhìn có vẻ như rất ngon, có thể cho ta liếm một miếng được không? Mộ Niệm Niệm chớp mắt, rồi nói, cái này là thần vật, vạn năm nở hoa, vạn năm kết trái, tỷ nhìn xiên kẹo này của ta, tổng cộng cả 6 viên, chính là đã kết quả 6 vạn năm. Thánh sứ, đã kết quả 6 vạn năm. Thánh sứ chớp chớp mắt, thật sao? Mộ Niệm Niệm nghiêm túc nói, đương nhiên, có điều, ta có thể cho tỷ một xiên. Nói đoạn, cô bé lấy ra một xiên kẹo hồ lô đưa cho thánh sứ. Thánh sứ do dự một chút, sau đó nhận lấy xiên kẹo hồ lô, nàng ta khẽ liếm một miếng, có chút ngọt ngọt, lại có chút chua chua, nhưng lại không có bất kỳ linh khí hay năng lượng nào, thế là nàng ta nhìn về phía Mộ Niệm Niệm, hỏi tại sao thứ này chẳng có năng lượng và linh khí. Niệm Niệm chớp chớp mắt, biểu thị có chút khó xử, cái này lừa thế nào đây? May mà thánh sứ không tiếp tục hỏi vấn đề này nữa, nàng ta lại liếm một miếng, sau đó nói, thứ này chua chua ngọt ngọt, liếm vào có một loại cảm giác khó mà diễn tả. Mộ Niệm Niệm cười hỏi, ngon không? Thánh sứ gật đầu, quả thực là không tồi. Nói đoạn, nàng ta liếc nhìn Mộ Niệm Niệm một cái, cũng không thể ăn chùa của muội được. Nói đến đây, nàng ta xòe lòng bàn tay ra, bên trong lòng bàn tay nàng ta là một linh quả màu trắng trong suốt, thứ này vừa xuất hiện, một luồng linh khí thuần khiết ngay lập tức tỏa ra từ trong lòng bàn tay nàng ta. Niệm Niệm chớp chớp mắt, đây là... Thánh sứ nói, thánh quả của tộc ta, vạn năm nở hoa, vạn năm kết trái, ăn xong có thể tẩy tinh phạt tủy, sao ôn dưỡng, sao sao, xương cốt tứ chi. Quan trọng nhất là vị của nó rất ngon. Sao tẩy tinh phạt tủy, tẩy rửa từ trong ra ngoài, rèn luyện những phần tinh túy nhất của con người trở nên tốt hơn. Sao sao ôn dưỡng, thuật ngữ điều trị thuật ngữ, một trong những phương pháp bổ trợ, điều trị dưỡng sinh bằng các loại thảo dược có tính ấm. Niệm Niệm nhìn thánh sứ, cho ta sao? Thánh sứ gật đầu, đúng vậy. Niệm Niệm cười nói, thực ra, kẹo hồ lô này không có chân quý như vậy đâu. Thánh sứ gật đầu, ta biết, thứ này chắc chính là một loại món ăn vặt ở thời đại này, đúng chứ? Niệm Niệm gật đầu, phải. Thánh sứ khẽ mỉm cười, bất luận thế nào, ta cũng đã ăn kẹo hồ lô của muội, mà ta không thích nợ người khác cái gì, vậy nên muội cứ nhận lấy đi. Nhưng Niệm Niệm lại lắc đầu, tỷ có nguyên tắc của tỷ, ta cũng có nguyên tắc của ta, sau này tỷ trả lại cho ta một xiên kẹo hồ lô là được rồi. Thánh sứ suy nghĩ một chút, sau đó đáp, cũng được. Niệm Niệm cười nói một chút về cô gái kia, tỷ có hứng thú không? Thánh sứ gật đầu, có hứng thú. Niệm Niệm cười nói, tỷ đã biết chân tướng, giờ định làm thế nào? Thánh sứ lắc đầu, ta không hề biết rốt cuộc nàng ta mạnh nhường nào, cũng không biết tiếp theo đây nàng ta còn định làm gì. Nói đoạn, nàng ta nhìn về phía Mộ Niệm Niệm. Muội vì chịu sự ảnh hưởng của ách thể, nên không thể công khai ra tay được, phải không? Niệm Niệm gật đầu, phải. Thánh sứ khẽ nói, thế thì sự việc có chút hóc búa rồi. Niệm Niệm nói, nếu như ta đoán không nhầm, nàng ta chắc là còn có một phương án dự phòng, mà phương án dự phòng này là gì thì tạm thời ta không biết. Điều quan trọng nhất là hiện giờ tỷ đã biết tổng được âm mưu của nàng ta, ta lo lắng nàng ta sớm đã tiên liệu được điều này. Đồng thời cũng đã có phương án dự phòng. Thánh sứ khẽ gật đầu, đây cũng là điều mà ta lo lắng. Nói đoạn, nàng ta lắc đầu, vốn muốn nói chuyện với nàng ta, thế nhưng nàng ta không hề có ý định muốn nói chuyện. Niệm Niệm chớp mắt, chỉ bằng chúng ta liên thủ. Thánh sứ trầm mặc. Niệm Niệm hỏi, tỷ đang lo lắng ách thể kia. Thánh sứ gật đầu, phải.
Niệm Niệm cười nói, nàng ta đã giết rất nhiều người của các tỷ. Thánh sứ nhìn Niệm Niệm, nhưng nếu tiếp tục đối địch với nàng ta mà không biết thực lực thực sự của nàng ta, bọn ta có thể sẽ chết càng nhiều người hơn. Vả lại, ý đồ thực sự của nàng ta là nhắm vào mấy người, vũng nước đục này, tạm thời tộc ta không muốn bị cuốn vào. Niệm Niệm gật đầu, ta hiểu. Có điều, các tỷ vẫn phải cẩn thận chút, nàng ta hẳn sẽ không cứ như vậy mà cho qua đâu. Thánh sứ gật đầu, đa tạ đã nhắc nhở. Nói đoạn, nàng ta liếm xiên kẹo hô lô rồi nói, ta còn có chút chuyện phải làm, hôm khác lại nói chuyện. Nói xong, nàng ta xoay người rời đi. Niệm Niệm nhìn theo bóng thánh sứ khuất dần ở phía xa, trầm mặc không nói gì. Tiếp theo đây, cô gái đó sẽ làm gì đây? Ở một nơi nào đó trong tinh không, Diệp Huyên đang ngự kiếm mà đi, hắn cũng không biết bản thân đang đi đâu, bởi vì hắn chỉ đang đi theo bản đồ. Đinh cô nương. Hắn cũng rất tò mò về vị đinh cô nương này, chủ quán quán rượu kêu hắn đi tìm đối phương, thiết nghĩ chắc là đối phương có thể chế ngự được cô gái kia nhỉ. Đúng lúc này, không gian cách trước mặt hắn không xa đột nhiên rung lên, Diệp Huyên khẽ chau mày, tay phải hắn nắm chặt thanh kiếm trong tay, bởi vì hắn đã cảm nhận được một luồng sát khí. Một luồng sát khí không biết từ đâu tới. Đúng lúc này, luồng sát khí kia bỗng nhiên biến mất, ngay sau đó, không gian tách ra, một cô gái bước ra. Chính là cô gái thần bí của thánh địa kia. Diệp Huyên nhìn cô gái, trầm mặc. Cô gái cười nói, người định đi tìm trợ thủ sao? Diệp Huyên liền vội lắc đầu, đâu có, ta chỉ tiện thể đi dạo một chút. Cô gái cười ha ha một tiếng, ta chính là thích nhìn cái dáng vẻ nói dối không chớp mắt của ngươi, rất ra dáng đó, thật sự rất thú vị. Diệp Huyên, cô gái cười nói, quay về đi. Diệp Huyên nhìn cô gái, bà sợ ta đi tìm người đó sao? Cô gái lắc đầu, ta cóc sợ, bởi vì ả ta cũng chẳng làm gì được ta, có điều, nếu ả ta xuất hiện thì rất nhiều kế hoạch muốn thực hiện của ta sẽ có chút phiền phức, bởi vì ả ta hiểu rõ ta hơn Niệm cô nương, cũng biết nhiều chuyện hơn Niệm cô nương. Diệp Huyên trầm mặc. Cô gái nhìn Diệp Huyên, cười nói, ngươi tự mình quay về, hay để ta đánh ngươi một trận. Diệp Huyên nhìn cô gái, tỉ thí không? Cô gái cười nói, ngươi đang nghiêm túc sao? Diệp Huyên gật đầu, nghiêm túc đó. Chỉ là so tài, điểm chúng thì dừng. Cô gái cười ha ha một tiếng, hay cho câu điểm chúng thì dừng. Nếu như ngươi đã muốn biết thực lực của ta, vậy thì tới đi. Diệp Huyên đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Xoẹt. Không gian trước mặt cô gái đột nhiên bị xé nát, cách ấn đường cô gái mấy tấc xuất hiện một tia kiếm quang. Một nhát kiếm chí mạng. Một nhát kiếm chí mạng cực hạn. Xong, cho dù nhát kiếm nhanh như vậy, cũng đã bị hai ngón tay kẹp chặt. Cô gái đang giơ tay kẹp kiếm của Diệp Huyên, khẽ mỉm cười một cái, kiếm pháp rất nhanh, có điều, đừng nói là ngươi, cho dù là Thính Vân dùng kiếm này, cũng chẳng làm gì được ta. Nói đoạn, nàng ta khẽ giơ tay chỉ một điểm chấn động. Ngay cả người cầm kiếm như Diệp Huyên cũng trực tiếp bị chấn động bay ra cả trăm trượng. Cô gái nhìn Diệp Huyên, lại đi. Diệp Huyên nhìn cô gái, khoảnh khắc sau đó, hắn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt cô gái, tiếp sau đó, bốn loại vực trực tiếp bao phủ lấy cô gái, cùng lúc này, hai tay hắn cầm kiếm bổ mạnh về phía trước một nhát. Một nhát kiếm này, hắn đã vận dụng hết toàn bộ sức mạnh. Đương nhiên, còn thiếu sức mạnh huyết mạch điên dại. Nhưng cho dù như vậy, uy lực của nhát kiếm này tuy hủy thiên diệt địa, xong, cho dù nhát kiếm này có bốn loại vực ra chỉ cũng bị hai ngón tay của cô gái kẹp chặt. Hai ngón tay của cô gái khẽ động một cái. Bốn loại vực của Diệp Huyên trực tiếp vỡ nát, đồng thời, hắn cũng trực tiếp bị đánh bay ra xa hàng trăm trượng. Diệp Huyên nhìn thanh kiếm trong tay, trầm mặc. Bị đè bẹp rồi. Thực lực của cô gái này vượt xa hắn, cho dù dùng sức mạnh tín ngưỡng, e rằng cũng chẳng thể làm gì được cô gái này. Cô gái liếc nhìn Diệp Huyên đánh giá một lượt, bốn loại vực, có chút hiếm thấy, nhưng đáng tiếc bốn loại vực của ngươi đều có chút cấp thấp, ngươi chưa nắm được tinh hoa thực sự của vực. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, cấp thấp. Cô gái gật đầu,
cười nói, ngươi sẽ không thực sự cho rằng vực sẽ rác rưởi vô dụng như vậy đó chứ? Diệp Huyên do dự một chút rồi nói, vực rất mạnh sao? Cô gái cười nói, đương nhiên, tuy ngươi có bốn loại vực, nhưng không có loại vực nào đạt tới tinh hoa, cho nên, uy lực này cũng bình thường thôi. Diệp Huyên trầm giọng nói, phải làm thế nào mới có thể phát huy ra uy lực thực sự của vực này? Cô gái chớp mắt, ngươi đang hỏi ta đó sao? Diệp Huyên. Cô gái cười nói, ta sẽ không nói cho ngươi biết. Bằng không, ngươi sẽ trở nên quá mạnh, sẽ khiến ta tấm tức. Diệp Huyên trầm giọng nói, bà sợ ta trở nên mạnh hơn sao? Cô gái mỉm cười một cái, nếu ngươi muốn trở thành mối uy hiếp của ta, ít nhất phải mất 30 năm, thậm chí là lâu hơn, vậy nên, trong vòng 30 năm, ngươi nhảy nhót thế nào đều không quan trọng, có điều, ta cũng không thể chủ động giúp ngươi thăng cấp được. Đó chẳng phải là tự gây phiền phức cho bản thân sao? Diệp Huyên trầm mặc. Cô gái cười nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không nhắm vào những người bên cạnh ngươi, cũng sẽ không dùng những người thân xung quanh ngươi để uy hiếp ngươi hay gì cả. Về điểm này, ngươi có thể yên tâm. Diệp Huyên liếc nhìn cô gái một cái, nói như vậy, hình như ta nên cảm tạ bà. Cô gái khẽ mỉm cười, ta có thể hiểu ngươi, xét cho cùng thì cũng là ân oán của đời trước. Lại muốn ngươi gánh lấy. Nhưng cũng hết cách, chuyện này ngươi không thể thoát khỏi liên can, vả lại, đám lão tiền bối kia, ta quả thực cũng đánh không lại, chỉ có thể tới đánh ngươi thôi. Vẻ mặt Diệp Huyên bình tĩnh, bà thật thẳng thắn. Mà này, ta rất tò mò, bà và mẹ ta có phải có mối thâm thù đại hận gì không? Cô gái cười đáp, cứ coi là vậy. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, hai người là tỉ muội ruột thịt mà. Sao lại có mối thâm thù đại hận như vậy chứ? Cô gái lắc đầu mỉm cười một cái, chuyện này, ta không thể nói với ngươi được. Diệp Huyên trầm mặc một lúc rồi lại hỏi, ta nghe một vị tiền bối nói, ông ngoại ta đã bị trừ khử rồi. Cô gái gật đầu, phải. Diệp Huyên tiếp tục hỏi, là cha ta làm sao? Cô gái gật đầu, cái chết của ông ngoại ngươi, ta chỉ có thể nói là ông ta đáng bị như vậy. Tuy nói như vậy có chút bất hiếu, nhưng những chuyện ác mà ông ta đã làm quả thực là quá nhiều. Hơn nữa, lúc ngươi chào đời, ông ấy còn muốn giết ngươi nữa. Diệp Huyên sững sờ, ông ngoại ta muốn giết chết ta. Cô gái gật đầu, phải. Diệp Huyên đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán, chết tiệt, bản thân có thể sống sót đến bây giờ, thật không dễ dàng mà. Cô gái đột nhiên cười nói, quay về đi. Diệp Huyên liếc nhìn cười phụ nữ một cái, chúng ta có thể làm một giao ước không? Cô gái cười nói nghe thử. Diệp Huyên trầm giọng nói, bất luận tương lai thế nào, cũng đừng xuống tay với vũ trụ ngũ duy, đừng xuống tay với những người bên cạnh ta, đương nhiên, ta cũng sẽ không để vũ trụ ngũ duy và những người bên cạnh ta đối địch với bà. Chuyện này chỉ là ân oán giữa hai chúng ta, bà thấy thế nào? Cô gái cười nói, được, có điều. Ta chỉ không hạ thủ với vũ trụ ngũ duy thôi, còn đám lão tiền bối đã giúp ngươi, ta sẽ không thủ hạ lưu tình đâu. Diệp Huyên trầm mặc một lúc rồi nói, được. Dứt lời, hắn xoay người rời đi. Diệp Huyên rời đi chưa được bao lâu thì phía sau cô gái lặng lẽ xuất hiện một đạo hư ảnh dần dần ngưng thực, là một cô gái mặc váy màu xanh lục, trên đỉnh đầu của cô gái còn có vài chiếc lá, trông hơi kỳ quái. Ánh mắt của cô gái vừa xuất hiện vẫn luôn nhìn chằm chằm Diệp Huyên đang ở cuối tinh không phía xa, trong mắt tràn đầy sát khí. Cô gái thần bí đột nhiên cười nói, không thể cứ như vậy mà giết hắn, hiểu không? Vả lại, người giết hắn thì có ích lợi gì? Xét cho cùng, người mà ngươi muốn giết là thiên mệnh. Mặt của cô gái mặc váy xanh lục không cảm xúc, giết hắn, cô gái kia nhất định sẽ rất đau khổ nhỉ. Cô gái thần bí khẽ mỉm cười, sau đó thì sao? Sau đó, cô ta một kiếm kết liễu ngươi. Còn nữa, chúng ta hiện giờ không giết được hắn, đừng coi thường Niệm Niệm cô nương đó. Cô gái mặc váy xanh lục trầm mặc. Cô gái thần bí đột nhiên nói, sai ngươi đi liên lạc thế nào rồi? Cô gái mặc váy xanh lục trầm giọng nói, đã liên hệ với một số người, có điều, phần lớn đều không dám tham gia vào chuyện này. Bởi vì bọn họ sợ thiên mệnh. Nói đoạn, ả ta nhìn về phía cô gái thần bí, bà định đối phó với người đàn ông và cô gái đó thế nào?
Cô gái thần bí ngẩng đầu lên nhìn lên phía cuối bầu trời đầy sao, khẽ nói, sự xuất hiện của chúng ta là cơ hội tốt nhất cho nguyên nhân tai ách này, ta không tin là nó sẽ không nắm lấy cơ hội này. Nguyên nhân tai ách này nhất định sẽ giúp chúng ta. Nếu như ta đoán không nhầm, nguyên nhân tai ách này chắc là sắp có động thái rồi. Ở đâu đó trong tinh không, một người con gái đang chậm rãi bước đi. Chính là cô gái váy trắng. Đúng lúc này, cô gái váy trắng đột nhiên dừng lại, những sợi tơ màu đỏ như máu ở bên cạnh nàng ta ấy đột nhiên rung lên dữ dội, chúng vây quanh cô gái váy trắng, giống như một quả cầu khổng lồ quấn lấy cô gái váy trắng vào bên trong, nhưng lại rất khó để tiếp cận người cô gái váy trắng. Cùng lúc đó, không gian trước mặt cô gái váy trắng đó đột nhiên chuyển sang màu đỏ như máu, mà trong không gian màu máu đó, có một cánh cửa màu đỏ như máu. Cô gái váy trắng từ từ nhắm hai mắt lại, một hồi lâu sau, nàng ta ấy quay đầu liếc nhìn một cái, cười khẩy chơi mấy thứ này với ta. Nếu như không phải nể bà là mẹ ruột hắn, ta sớm đã một kiếm kết liễu bà rồi. Ngay cả con trai cũng không nhận, cái thứ gì đâu. Nói xong, nàng ta ấy bước về phía cánh cửa đỏ như máu kia. Khi cô gái váy trắng bước về phía cánh cửa màu đỏ, không gian bốn phía cũng đã được nhuộm sắc thắm, như trở thành một biển máu quỷ dị vô cùng. Nàng ấy từ tốn bước đi với vẻ mặt bình thản, những sợi tơ đỏ bốn phía càng lúc càng trở nên đầy đặc hơn, đến khi nàng dừng lại trước cánh cửa, chúng đã phủ khắp tinh không. Nếu có người nào ở đây, hẳn sẽ bị cảnh tượng kinh khủng này dọa cho chết khiếp. Những sợi tơ này chính là mối tơ nguyên nhân tai ách vô cùng vô tận. Chúng vốn phải quấn quanh người Diệp Huyên, nhưng đều bị cô gái váy trắng nhận lấy. Chúng không ảnh hưởng đến nàng ấy. Nhưng nàng ấy cũng chém không hết chúng, mỗi một sợi đứt đi sẽ có một sợi khác xuất hiện, vì vậy nàng quyết định không chém nữa. Cô gái đi đến trước cửa, nhìn thấy bên trong là một thanh trường đao màu đỏ máu. Khi bước vào, nàng ấy bỗng quay đầu lại nhìn những sợi tơ nguyên nhân tai ách phía sau, từ chúng mà nhìn ra được vô số điều. Rất nhiều trong đó có liên quan đến nàng và người đàn ông áo xanh, nhưng có một số thì lại liên quan đến chính Diệp Huyên. Mà mức độ đáng sợ của chúng lại không hề thua kém những mối tơ của nàng và người áo xanh. Ai cũng đều có kiếp trước, kiếp này và kiếp sau, nhưng khi đạt đến trình độ nhất định, ta có thể chém đứt kiếp trước và kiếp sau của bản thân. Nàng ấy và người áo xanh làm được. Không để nhân quả lây nhiễm, bản thân mình vẫn chính là mình. Nhưng Diệp Huyên lại không thể. Điều nàng ấy thật sự lo lắng là gì? Là kiếp trước của hắn sẽ ảnh hưởng đến kiếp này. Có một số người hùng mạnh đến nỗi, khi đạt đến một mức độ nhất định, không chỉ có thể tái sinh mà còn có thể điều khiển bản thân khi tái sinh. Lúc ấy, bọn họ sẽ dần dà khôi phục ký ức kiếp trước của mình. Nếu kiếp này của họ cũng mạnh mẽ vậy thì có lẽ sẽ giữ được nguyên trạng, nhưng nếu không thì người đó có thể biến thành mình của kiếp trước. Điều này có gì khác nhau sao? Có chứ. Bởi vì một khi khôi phục ký ức kiếp trước, thì ngươi đã không còn là ngươi của hiện tại nữa. Diệp Huyên cho đến nay vẫn là chính bản thân hắn, bởi vì hết thảy ký ức về kiếp trước của hắn đã bị nàng ấy ngăn cản, mọi sợi tơ nguyên nhân tai ách từ kiếp trước đều do cô gái váy trắng nhận lấy. Nhưng tất cả đều chỉ là suy đoán của nàng. Nàng ấy không biết liệu đây có phải là việc làm có chủ đích của Diệp Huyên kiếp trước hay của người nào khác không? Hoặc giả như bản thân hắn đang quấy rối và có người giúp đỡ. Cho dù nguyên nhân là gì, nàng ấy chỉ có thể đoán chắc rằng thân phận của Diệp Huyên không hề đơn giản, hay nói đúng hơn là càng lúc càng phức tạp. Trước kia, điều khiến nàng đau đầu là nguyên nhân tai ách cứ luôn ẩn nấp trong bóng tối, khiến nàng có lòng mà không có lực. Nhưng giờ đây, chúng đã không nhịn được nữa. Nghĩ đến đây, cô gái váy trắng cất người gỗ nhỏ vào lại. Quay đầu nhìn xuống bên dưới. Ánh mắt nàng trực tiếp nhìn thấy người phụ nữ thần bí trong thánh địa, lạnh lùng nói, một lũ kiến hôi. Nếu ngươi không phải mẫu thân ruột của hắn thì ta đã cho một kiếm rồi. Lại còn dám khoe mẽ trí khôn, ngươi cũng xứng sao? Dứt lời, nàng bước vào cánh cửa. Người phụ nữ thần bí ở thánh địa không biết rằng, cô gái váy trắng còn muốn nguyên nhân tai ách động thủ hơn cả bà. Bởi nếu nó cứ một mực ẩn nấp thì nàng ấy thật sự không thể làm gì, nhưng chỉ cần nó ra tay, để nàng biết vị trí của nó, thì mọi thứ sẽ khác.
Sau khi cô gái váy trắng biến mất, cánh cửa màu đỏ trong vũ trụ cũng dần dà trở nên mờ đi, chẳng mấy chốc đã biến mất, bốn phía cũng trở lại như thường. Chấm chấm chấm. Trong gian nhà trúc ở thánh vực, người phụ nữ thần bí bỗng ngẩng đầu, im lặng hồi lâu rồi khẽ nói, không được, có thể vẫn chưa đi xa, phải chờ thêm, không thể vội vã. Bà ta tiếp tục đọc cổ tịch, sau đó nghe giọng thánh chủ vang lên bên ngoài. Chủ nhân, người Bắc Hoang đã đến vũ trụ ngũ duy. Bà gật đầu, ta biết. Thánh chủ do dự một hồi rồi hỏi, có khi nào Bắc Hoang sẽ hợp tác cùng Diệp Huyên không? Người phụ nữ lắc đầu, chúng không dám. Thánh chủ nghi ngờ, vì sao? Người phụ nữ cười, vì chúng không muốn dây vào vũng nước đục này. Thánh chủ hạ giọng, nhưng nếu chúng biết đây là âm mưu của chủ nhân? Bà lắc đầu cười, những linh hồn kia là nguyên nhân tội ác, chỉ cần Diệp Huyên hấp thu chúng là được. Tuy bị ta bắt ép nhưng nó cũng nhờ đó mà được lợi. Về phần Bắc Hoang, ả thánh sứ đó không đại diện được cho tất cả, hơn nữa chỉ cần có đủ lợi ích, Bắc Hoang sẽ đẩy Diệp Huyên vào chỗ chết. Thánh chủ tuy vẫn còn hoài nghi trong lòng nhưng quyết định lui ra, không hỏi nữa. Đến bên ngoài rừng trúc, ông ta mới thấp giọng thở dài. Ông ta biết chủ nhân của mình đang ấp ủ một kế hoạch lớn, bởi thánh vực gần đây liên tiếp có sự xuất hiện của một vài khí tức rất mạnh, nhưng ông ta không biết họ là ai, cũng không dám đi hỏi. Chấm chấm chấm. Trong một gian phòng tu luyện nào đó ở vũ trụ ngũ duy, Diệp Huyên mở tay phải ra rồi nắm lại. Chỉ trong phút chốc, hắn đã ngưng tụ lại thành một luồng sức mạnh khổng lồ. Mệnh quyền. Nó rất mạnh, nhưng hắn biết cho dù có đốt cháy 1.000 năm tuổi thọ cũng không thể làm gì được người phụ nữ kia. Diệp Huyên chậm rãi để tay xuống, lần đầu tiên cảm thấy bất lực. Kẻ địch trước kia tuy cũng rất nhiều, rất mạnh, nhưng hoàn toàn không thể so với người phụ nữ thần bí này. Đứng trước bà ta, hắn chỉ có cảm giác bà đang nắm trong tay hết thảy. Càng tồi tệ hơn chính là đối phương biết mọi thứ về hắn, nhưng hắn lại chẳng biết mảy may về đối phương. Như nghĩ đến điều gì, Diệp Huyên bỗng mở hai bàn tay ra, để một luồng sức mạnh khổng lồ tuôn trào từ cơ thể. Tín ngưỡng chi lực của hắn vào giờ phút này, mạnh hơn bao giờ hết. Bởi vì nó được tập hợp từ tín ngưỡng chi lực vô cùng thuần khiết của toàn bộ vũ trụ ngũ duy, sẽ giúp hắn nâng cao thực lực của mình đến một trình độ khủng bố khác. Mà cách hắn vận dụng nó cũng đơn giản vô cùng, chính là dùng để cưỡng ép đề cao thực lực của mình. Diệp Huyên bất thình lình gọi kiếm vực ra bao trùm toàn bộ gian phòng tu luyện, sau đó thả tín ngưỡng chi lực vô cùng vô tận vào đó. Dần ra, một tia phấn khởi xuất hiện trong mắt hắn khi nhận ra kiếm vực đang biến hóa sau khi có tín ngưỡng chi lực gia nhập. Như nghĩ đến điều gì, hắn thốt lên, ngưng tụ. Lời vừa dứt, một thanh kiếm mờ ảo đã xuất hiện trong tay hắn. Thanh kiếm được ngưng tụ từ tín ngưỡng chi lực. Diệp Huyên cầm kiếm, nhắm mắt lại, kiếm vực của hắn bỗng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Kiếm vực được dung hợp thêm tín ngưỡng chi lực và kiếm đạo mạnh hơn kiếm vực ban đầu không biết bao nhiêu lần, đã thế ở trong đó, hắn còn có thể đẩy tác dụng của tín ngưỡng chi lực đến trình độ cao nhất, đồng thời lợi dụng kiếm vực nâng cao uy lực của kiếm đạo. Tín ngưỡng chi lực tăng sức mạnh cho kiếm vực, mà kiếm vực lại tăng sức mạnh cho kiếm đạo. Diệp Huyên siết thanh kiếm tín ngưỡng trong tay, nhìn về phía xa, bỗng rất muốn chém ra một nhát, chắc chắn nó sẽ hủy thiên diệt địa. Ngặt nỗi nơi này là vũ trụ ngũ duy, hắn không thể làm thế được, trừ khi muốn khiến căn nguyên vũ trụ bị tổn hại. Diệp Huyên bèn thu kiếm vào, tiếp tục suy nghĩ về tín ngưỡng chi lực và kiếm vực. Hắn vốn định đột phá đến quy nhất cảnh, nhưng dù sao cũng vừa đến thành đạo cảnh không lâu, cho rằng mình nên củng cố cảnh giới cho vững cái đã. Thân xác hắn cũng vừa đạt đến quy nhất cảnh gần đây, muốn lần nữa đột phá thì có phần khó khăn. Mà nếu không thể đột phá về cảnh giới và thân xác, vậy thì chuyển qua kiếm đạo và kiếm vực, đặc biệt là cái sau. Không biết từ lúc nào, hắn đã rất hiếm khi dùng đến kiếm vực, chủ yếu là vì nó thừa thãi. Gặp kẻ địch làng nhàng, hắn căn bản không cần dùng đến, chỉ cần dùng thuấn sát nhất kiếm là được rồi. Nhưng với một số kẻ địch khác thì kiếm vực lại trở nên vô dụng, tỉ như người phụ nữ thần bí kia, kiếm vực chẳng có tác dụng gì lên bà ta cả.
đối phương lại còn nói rằng không phải do kiếm vực yếu, mà là do Diệp Huyên chưa khai thác được hết. Trong khoảng thời gian kế tiếp, hắn lao đầu vào nghiên cứu kiếm vực, tín ngưỡng chi lực lẫn thuấn sát nhất kiếm. Uy lực của thuấn sát nhất kiếm sau khi được thêm vào kiếm vực và tín ngưỡng chi lực đã được nâng cao đáng kể, đặc biệt là trong không gian bị kiếm vực bao trùm, tốc độ đã đạt đến mức hắn không cách nào hình dung. Có thể nói là nhanh đến nỗi bản thân hắn cũng không cản lại được. Tín ngưỡng chi lực và kiếm vực đã giúp Diệp Huyên khám phá ra một thế giới mới. Chỉ chớp mắt, một tháng đã qua. Diệp Huyên mỗi ngày đều du rú trong phòng tu luyện. Chuyện của vũ trụ ngũ duy đã có Bạch Đế Tử và những người khác lo liệu, hắn không cần phải bận tâm, họ cũng sẽ không đến quấy rầy hắn. Trừ tu luyện ra, Diệp Huyên còn đọc thêm cả những quyển cổ tịch thu thập được trước kia. Hắn còn nói Bạch Đế Tử đi thu gom tất cả những đầu sách có liên quan đến kiếm đạo ở ngũ duy, đặc biệt là sách của kiếm tông. Như Thanh Nhi áo trắng đã nói, kiếm đạo của hắn đã đi đến cực hạn của bản thân, con đường phía trước phải do hắn tự mình bước đi. Nhưng để tìm được con đường của riêng mình thì học tập là một phần không thể thiếu. Hắn muốn nâng thành tựu kiếm đạo của mình lên một tầm cao mới. Mà trong thời gian qua, thánh vực lại không có bất kỳ động tĩnh gì. Một ngày nọ, thánh chủ đi đến trước một gian phòng trúc, thấy hai người phụ nữ bên trong thì khẽ thi lễ. Chủ nhân, Diệp Huyên kia dường như đang dốc sức tu luyện. Người phụ nữ thần bí mỉm cười, cứ để hắn làm. Thánh chủ do dự một hồi rồi hỏi, chủ nhân không lo lắng sao? Ngươi lui xuống đi. Nghe những lời này, ông ta không dám nói thêm gì nữa, lập tức rời đi. Chấm chấm chấm. Trong gian nhà trúc, người phụ nữ thần bí nhìn cô gái trước mặt. Ả ta mặc một chiếc váy dài màu xanh biếc, trên lọn tóc còn điểm xuyết mấy phiến lá vụn. Thụ vô biên, người quá nóng vội. Đối phương lạnh lùng đáp, nàng kia đã đi rồi, bà còn chưa chịu ra tay. Người phụ nữ thần bí lắc đầu, vẫn chưa đủ, ta vẫn còn cảm nhận được một tia khí tức của nàng ấy. Thụ vô biên, nếu nàng trở lại thì sao? Người phụ nữ im lặng. Thụ vô biên, bà cũng đã nghĩ về vấn đề này, đúng không? Người phụ nữ khẽ nói, nàng ấy sẽ không trở lại. Thụ vô biên cau mày, vì sao? Đối phương mỉm cười, vì trong mắt nàng ấy, ta và ngươi chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Là con sâu cái kiến mà thôi. Thụ vô biên không khỏi im lặng. Người con gái kia mạnh như thế nào, đích thân ả ta đã được lĩnh giáo. Mạnh đến nỗi khiến người khác tuyệt vọng. Trên thế gian này, ai có thể áp chế cô gái áo trắng? Không ai cả. Cho dù là người đàn ông áo xanh cũng chỉ có thể đánh ngang cơ với nàng ấy, nhưng một khi nàng điên lên thì y cũng không cách nào ngăn cản. Mà trong mắt nàng ấy, trừ một cơ số ít ỏi ra, có ai mà không phải con sâu cái kiến? Người phụ nữ thần bí ngồi đối diện thụ vô biên bỗng cười, đương nhiên, nếu nàng ấy cũng trở về thì là việc tốt. Thụ vô biên, vì sao lại nói vậy? Người phụ nữ, hiện nay sở dĩ Diệp Huyên còn có thể sống an ổn là nhờ có nàng gánh vác mọi thứ trước mặt, nhưng nếu nàng ấy trở lại bên hắn rồi, ai sẽ làm điều đó đây? Nàng có thể ở bên hắn cả đời, nhưng khi ấy hắn sẽ không thể trưởng thành. Mà đại đạo lại là do chính bản thân mình tìm đường đi tới, nàng ấy muốn Diệp Huyên trưởng thành, vì vậy mới rời khỏi hắn. Bà ta lắc đầu cười, trong lòng nàng ấy, toàn thể kẻ địch trong vũ trụ này, bao gồm chúng ta, đều là đá mài cho Diệp Huyên. Sắc mặt thụ vô biên lạnh đi, tự tin phết. Người phụ nữ khẽ nói, phải, nhưng nàng ấy có khả năng làm vậy. Sau đó bà ta quay đầu nhìn về phía chân trời, hy vọng nguyên nhân tai ách sẽ không quá yếu, bằng không thì còn gì để người khác chơi nữa. Thụ vô biên, theo ý bà, nguyên nhân tai ách có phần thắng không? Người phụ nữ gật đầu, có. Thụ vô biên, làm sao bà biết? Người phụ nữ, vì trước kia hai người họ không thể ngăn cản nó, ngươi phải hiểu rằng người đàn ông áo xanh và cô gái váy trắng chỉ có thể phá hoại mà không thể sáng tạo, mà nguyên nhân tai ách lại dính líu quá sâu đến phương diện này. Mấu chốt nằm ở chỗ nếu nguyên nhân tai ách đều bắt nguồn từ Diệp Huyên, thì khi ấy sẽ có trò vui để xem. Cô gái váy trắng khi ấy sẽ lựa chọn giết hay không giết đây?
Sở dĩ nàng ấy không cưỡng ép chém hết nguyên nhân tai ách trên người Diệp Huyên cũng là vì kiêng dè điều này. Thụ Vô Biên hạ giọng, bà có kế hoạch gì tiếp theo? Người phụ nữ thần bí nâng tách trà lên nhấp một ngụm, ta sẽ chờ. Thụ Vô Biên cau mày, phải chờ bao lâu nữa? Bà ta cười, đã chờ bao năm qua rồi, thêm một chút nữa thì có sao? Thụ Vô Biên im lặng. Đến lượt người phụ nữ hỏi, việc liên hệ thế nào rồi? Thụ Vô Biên nhàn nhạt đáp, cám dỗ của bà đã có tác dụng, ngày càng có nhiều người gia nhập chúng ta. Nhưng bà phải nhớ rằng cô gái kia không trở về. Nếu nàng ta hoặc người đàn ông kia trở lại thì những gì chúng ta làm sẽ không có ý nghĩa gì hết. Người phụ nữ gật đầu, hắn ta có muốn về cũng không thể về ngay lập tức. Điều chúng ta phải thật sự cẩn thận, đó là tiêu diệt chúng. Thụ Vô Biên gật đầu, chỉ cần nàng kia không trở lại là được. Nói đến đây, ả ta bỗng hỏi người phụ nữ, mà rốt cuộc thì bà đã đến cấp bậc nào rồi? Sao ta không cảm nhận được cảnh giới của bà? Người phụ nữ thần bí mỉm cười, chúng ta không phải kẻ địch của nhau, ngươi không cần phải lo lắng. Thụ Vô Biên nhàn nhạt nói, chỉ hiếu kỳ mà thôi. Người phụ nữ cười cười, cao hơn một chút so với suy đoán của ngươi. Đôi mày Thụ Vô Biên cau lại, nhưng không tiếp tục hỏi nữa. Người phụ nữ bỗng nói, phải đề phòng một người. Ai? Bà ta thấm chút nước trà lên ngón tay, viết một cái tên lên bàn. Thụ Vô Biên cau mày, đến rồi sao? Người phụ nữ, hẳn là vậy. Thụ Vô Biên, để ta đối phó. Người phụ nữ cười cười, không, mục tiêu của ngươi là một người khác. Thụ Vô Biên, nói ta nghe kế hoạch của bà. Người phụ nữ khẽ nói, chờ nàng kia đi xa hơn rồi, đến khi ta không còn cảm nhận được nữa, chúng ta sẽ thực chất hóa nguyên nhân tai ách trên người Diệp Huyên, khi ấy, trừ Tam Kiếm ra, ai giúp hắn đều sẽ phải chịu thiên khiển. Tốt! Thụ Vô Biên nói rồi đứng dậy rời đi. Người phụ nữ thần bí quan sát tách trà trước mặt một hồi, đoạn nói, cho dù là châu chấu đá xe, ta cũng muốn thử một phen. Sau đó bà ta rút ra một chiếc khăn lụa màu trắng, bên trên là một dấu chân nho nhỏ. Trong đôi mắt bà ta nhìn nó dần hiện lên một tia đau khổ, vì sao người phải chết lại là con, vì sao? Chỉ vì hắn có một muội muội vô địch ư? Con yên tâm, ta sẽ bắt hắn phải trả giá đắt. Dấu chân này thuộc về con trai bà ta, đứa con bà chưa được gặp dù chỉ một lần. Ấy là khi nguyên nhân tai ách giáng lâm, bà ta suýt nữa đã thần hồn câu diệt. Khi tỉnh lại, hai đứa bé chỉ còn lại một. À không, khi ấy vẫn còn một người khác ở đó thiên mệnh. Nhớ lại chuyện cũ, sát ý trong mắt người phụ nữ thần bí càng trở nên dữ tợn. Vũ trụ ngũ duy. Diệp Huyên hiện nay không hề để tâm đến chuyện bên ngoài, chỉ một lòng khổ luyện. Trước mắt hắn đã có thể dung hợp kiếm vực và tín ngưỡng chi lực một cách hoàn hảo. Kiếm vực hỗ trợ tín ngưỡng chi lực. Tín ngưỡng chi lực hỗ trợ kiếm vực. Với hai loại sức mạnh hoàn mỹ kết hợp vào nhau này, có thể nói kiếm vực của hắn đã hoàn toàn lột xác so với trước kia. Ngoài ra, hắn còn phát triển huyết vực bằng cách kết hợp nó với huyết mạch chi lực. Hắn phát hiện ra huyết mạch chi lực có thể khiến huyết vực được đề cao rất nhiều, đến nỗi xảy ra chất biến. Trong huyết vực, máu là thứ tối quan trọng, một vấn đề mà hắn trước giờ không để ý đến. Đã gọi là huyết vực thì tất nhiên cần phải có máu chứ. Điều đáng tiếc duy nhất là hắn không thể kích hoạt huyết mạch phong ma. Nó sở hữu lực sát thương bỏ xa huyết mạch bất tử, nếu có thể dùng nó để củng cố thì huyết vực sẽ càng trở nên mạnh hơn. Ngoài ra, hắn còn phát hiện uy lực của huyết vực tỷ lệ thuận với số máu hiện hữu trong lúc thi triển. Chưa kể tử vực thì cần có tử khí. Một tử vực có và không có tử khí là hai loại khái niệm riêng biệt. Nhưng uy lực của nó lại không thể đem lên bàn cân so với huyết vực và kiếm vực, bởi Diệp Huyên hắn không sở hữu nhiều tử khí. Trừ khi hắn giết thật nhiều người, dùng trăm vạn âm linh và tử khí để trấn vực, nhưng loại chuyện này rất khó để xuất hiện. Về phần ám vực, hắn phát hiện rằng uy lực của nó sẽ gia tăng khi ở trong không gian vụn vỡ, nơi nó có thể lợi dụng vật chất tối để củng cố bản thân. Trong lúc thi triển ám vực, hắn có thể dùng nó để cưỡng ép hấp thu vật chất tối ở bốn phía. Mà trong thiên địa này, lượng vật chất tối phải khổng lồ đến nhường nào.
đặc biệt là vũ trụ, nơi vật chất tối có thể gọi là vô tận. Trong một tháng qua, Diệp Huyên đã thu hoạch được rất nhiều, đặc biệt là ở phương diện vận dụng bốn loại vực. Đối với hắn hiện nay, bốn vực không chỉ là một thứ thừa thãi nữa mà đã thành một đòn sát thủ khổng lồ. Trong điện, Diệp Huyên ngồi đối diện với An Lan Tú. Trong suốt thời gian qua, nàng vẫn một mực ở bên hắn, cùng nhau nghiên cứu thảo luận. Diệp Huyên cũng đã truyền mệnh quyền cho nàng. Điều khiến hắn ngạc nhiên chính là tuy An Lan Tú không sở hữu thân thể rắn chắc nhưng cũng có thể tu luyện mệnh quyền, chỉ có điều mệnh quyền của nàng khác hắn, không thiêu đốt thọ mệnh. Thay vì nói tu luyện mệnh quyền, chỉ bằng nói nàng đang tham khảo từ nó. Thiên phú của An Lan Tú trên phương diện võ đạo thật sự vô cùng đáng sợ. Nàng hỏi, huynh muốn biến đổi mệnh quyền này thành mệnh kiếm. Hắn gật đầu, đúng vậy, ta đã có suy nghĩ này từ lâu rồi. Mệnh quyền có uy lực rất lớn, nếu có thể dung nhập vào thuấn sát nhất kiếm thì sẽ đạt đến mức độ đáng sợ vô cùng. An Lan Tú hạ giọng, sẽ rất khó. Diệp Huyên cười, ta biết. Thuấn sát nhất kiếm tập trung vào tốc độ và sức mạnh bùng nổ trong nháy mắt, mệnh quyền cũng vậy. Nếu có thể dung hợp hai loại sức mạnh bùng nổ này vào một thì sẽ đạt đến uy lực hủy thiên diệt địa. Nhưng điều này khó ở chỗ uy lực của mệnh quyền quá lớn, tốc độ và sức mạnh của thuấn sát nhất kiếm cũng đạt đến cực hạn, vì vậy dung hợp chúng không phải là dung hợp hai loại lực mạnh yếu khác nhau, mà là hai loại lực mạnh như nhau, khó như lên trời. An Lan Tú lại nói, nhưng cũng không phải không có khả năng. Diệp Huyên hỏi, cách nào? An Lan Tú, vực. Hắn nghe vậy thì ngẩn ra, sau đó bừng tỉnh ngộ, đúng rồi. Ta có thể dùng vực trấn áp hai luồng sức mạnh này, để bọn chúng không bị mất kiểm soát. An Lan Tú gật đầu, tín ngưỡng chi lực và kiếm vực của huynh hẳn là có thể kiềm chế sức mạnh của hai loại võ kỹ này, thêm cả thân thể của huynh cũng đủ rắn chắc để có thể điều khiển chúng. Nhưng huynh phải chú ý một vấn đề, sau khi thi triển thuấn sát nhất kiếm, huynh sẽ lập tức bị tê liệt, nên ta cho rằng việc dung hợp không có nhiều ý nghĩa. Chưa kể tốc độ thi triển sau khi dung hợp cũng không bằng được thuấn sát nhất kiếm, càng không có ý nghĩa. Diệp Huyên không nói gì. Hắn hiểu ý của An Lan Tú. Cho dù là nghiên cứu vực hay kiếm kỹ, kẻ thù của họ đều là người phụ nữ thần bí kia. Nói một cách đơn giản, khi đối mặt với bà ta, hắn chỉ có cơ hội vung ra một kiếm duy nhất, không chỉ phải nhanh hơn mà còn phải mạnh hơn. Tốc độ và uy lực hiện nay của thuấn sát nhất kiếm vẫn còn rất nhiều thiếu sót, nếu dung hợp cùng với mệnh quyền thì chỉ đủ về mặt uy lực, còn tốc độ thì không, vậy cũng là công cốc. Bởi vì hắn có thể bị người phụ nữ thần bí kia giết chết ngay trong khoảnh khắc vừa rút kiếm. Bà ta không phải hạng ngu ngốc, một khi cảm nhận được nguy hiểm thì sẽ không cho hắn có cơ hội chạm vào kiếm. An Lan Tú, huynh có thể thử xem. Vào tháp thôi. Diệp Huyên gật đầu rồi cùng An Lan Tú tiến vào tháp giới ngục. Chỉ có tu luyện ở nơi này mới đủ để thỏa mãn người phụ nữ bí ẩn kia. Bên trong, Diệp Huyên lặng lặng đứng giữa tháp, tay cầm kiếm vô thượng, bắt đầu thiêu đốt thọ mệnh mình. Vào khoảnh khắc ấy, một luồng sức mạnh khổng lồ ngưng tụ lại trong cánh tay hắn. Thọ mệnh chi lực. Diệp Huyên chậm rãi nhắm mắt lại, tiếp tục tiêu hao thọ mệnh của mình. Chỉ trong chốc lát đã mất đi gần 50 năm. Sau khi thanh kiếm trong tay hắn bắt đầu chấn động, toát ra một luồng sức mạnh hùng hậu đến nỗi kiếm vực và tín ngưỡng chi lực cũng khó mà kiểm soát hết. Một hồi sau, hắn mở mắt nhìn An Lan Tú, ta không rút kiếm được. Đôi mi thanh tú của nàng khẽ trao lại, không được ư. Diệp Huyên nghiêm túc gật đầu, sức mạnh quá lớn, đã vượt ngoài tầm kiểm soát của ta. An Lan Tú im lặng. Diệp Huyên thở dài với vẻ tiếc nuối, nhưng không có nghĩa là sẽ từ bỏ. Nếu việc dung hợp dễ như ăn kẹo thì lại chẳng khác gì trò đùa. Hắn quyết định làm từ bước đơn giản nhất, bắt đầu phóng thích sức mạnh ra một cách chậm rãi hơn, không thiêu đốt nhiều thọ mệnh như ban nãy nữa mà là từng chút từng chút. Tuy cách làm này có thể tiêu tốn nhiều thọ mệnh hơn, nhưng nếu có thể dung hợp thì hoàn toàn đáng giá. Trong lúc hắn tu luyện, không gian ở tầng thứ 9 bỗng chấn động. Khiến An Lan Tú và Diệp Huyên cùng nhìn lên. Một khắc sau, họ đều xuất hiện trên đó, nhìn thấy không gian tầng 9 vỡ ra. Khi thấy một thứ màu đen bay ra, cả hai đều ngây ngẩn cả người.
Trước mặt hai người là một tòa tháp nhỏ. Không giống như giới ngục, nó tản ra một loại ánh sáng tím khá tương đồng với tử khí của Diệp Huyên. Hắn không khỏi quay sang nhìn An Lan Tú, thấy được sự kinh ngạc giống mình trong mắt đối phương. Trong tháp giới ngục vậy mà lại còn một tòa tháp nhỏ khác nữa. Nó là thứ gì? Đúng lúc này, tòa tháp nhỏ bỗng bay vọt đến trước mặt Diệp Huyên, nhảy qua nhảy lại như đang đánh giá hắn. Do dự một hồi, hắn mở miệng hỏi, ngươi là? Tiểu tháp, một tiếng cười bỗng bật ra khiến khóe môi Diệp Huyên căng lên. Mẹ nó chứ, tòa tháp này biết nói. Tiểu tháp, trông ngươi có vẻ không tin. Diệp Huyên đánh giá nó một phen, ngươi là? Tháp ta cười hì hì, ta là tiểu tháp. Diệp Huyên đơ cả mặt, mẹ nó. Sau lại thấy tiểu tháp bỗng đong trái đưa phải, trông phấn khích vô cùng. Diệp Huyên, tiểu tháp, sao ngươi lại ở trong tòa tháp này? Nó bay đến trước mặt hắn, cười nói, chủ nhân đặt ta ở đây, bảo ta giúp ngươi. Diệp Huyên chớp mắt, giúp ta. Tiểu tháp gật đầu, đúng ấy. Hắn ra vẻ nghi hoặc, chủ nhân ngươi là ai? Là chủ nhân ta. Diệp Huyên đỡ chán, cảm thấy đau đầu. Bỗng An Lan Tú ở một bên lên tiếng, chủ nhân ngươi tên gì? Tiểu tháp cười hì hì, muốn biết thân phận của chủ nhân ta sao? Diệp Huyên gật đầu, phải. Tháp ta bỗng nhảy tưng tưng, ta được lợi gì không? Được lợi. Diệp Huyên và An Lan Tú không khỏi ngạc nhiên, tòa tháp này vậy mà muốn được lợi ư? Tiểu tháp, tất nhiên rồi. Không có lợi lộc gì thì sao ta phải cho ngươi biết? Diệp Huyên, chẳng phải ngươi đã nói sẽ giúp ta sao? Tiểu tháp khựng lại, ai bảo thế? Diệp Huyên nhìn nó chòng chọc, chính miệng ngươi nói. Tiểu tháp lắc đầu nguầy nguậy, không có, ta nói hồi nào, ngươi nghe nhầm chắc rồi. Diệp Huyên không khỏi trợn mắt há mồm, mẹ, cái tên này thế mà còn ngoan cố không nhận cơ. Sắc mặt An Lan Tú cũng trở nên kỳ lạ, tòa tháp nhỏ này sao tự dưng lại nói sằng nói bậy thế kia. Diệp Huyên bỗng hỏi, ngươi muốn gì? Tiểu tháp cười he he, không biết nữa, ngươi cứ cho đi, ta thích là được. Diệp Huyên nghĩ ngợi một hồi, cười hỏi, ta nghĩ nếu cho bảo vật thì ngươi sẽ không thèm để vào mắt, đúng không? Tiểu tháp gật đầu lia lịa, tất nhiên rồi, đừng hòng dùng mấy thứ đồng nát đó gạt ta. Ta cho ngươi biết, ta có tận mấy trăm cách lừa ngươi lận đó, dám lừa ta thì chỉ có nước tự chuốc lấy nhục thôi. Diệp Huyên. Đúng lúc này, một thanh kiếm bỗng bay ra đến trước mặt Diệp Huyên. Là kiếm linh. Hắn chưa kịp mở miệng thì đã thấy nó bổ vào tòa tháp nghe một tiếng choang. Tiểu tháp run lên, nhảy bắn ra ngoài. Diệp Huyên. Tháp ta rên rỉ suýt xoa, óa óa. Kiếm linh tỷ tỷ cũng ở đây sao? Thấy kiếm linh bay về, Diệp Huyên đưa tay ra để nó rơi xuống. Nhìn tiểu tháp ở đằng xa khe khẽ run lên, hắn biết nó sợ kiếm linh, bèn cầm kiếm đi đến. Tiểu tháp cuống quýt nói, ngươi, ngươi đừng có làm bậy. Bạo lực là vô ích, có gì từ từ nói. Khóe miệng Diệp Huyên không khỏi giật giật, tên này cũng biết có biết rũi phết. Hắn cười, ta không làm gì cả. Chỉ muốn hỏi ngươi vài chuyện mà thôi, ngươi có thể trả lời không? Tiểu tháp im lặng, thấy hắn nâng kiếm lên vỗ vào lòng bàn tay mới nói. Chủ nhân chính là chủ nhân của kiếm linh tỷ tỷ. Diệp Huyên ngẩn ra, nhìn xuống thanh kiếm trong tay, sau đó đã hiểu. Chủ nhân của tiểu tháp chính là người đàn ông áo xanh. Y để lại tiểu tháp cho mình ư? Diệp Huyên thu hồi suy nghĩ. Lại hỏi, chủ nhân ngươi để ngươi lại cho ta. Tiểu tháp gật gật rồi lại lắc lắc. Khóe miệng Diệp Huyên cứng đờ, có ý gì? Tiểu tháp ấp a ấp úng. Hắn cười, nếu ngươi muốn rời đi, ta sẽ không ngăn cản. Tiểu tháp nhảy dựng lên, thật sao? Hắn vừa mới gật đầu, nó đã ù té chạy. Diệp Huyên, kiếm linh lại xuất hiện, không ngừng gõ bôm bốp vào tiểu tháp. Nó liên tục né trái né phải, đồng thời cầu xin, kiếm linh tỷ tỷ đừng đánh nữa, ta không đi. Ta không đi nữa đâu, thật đó, ta sẽ ngoan mà. Diệp Huyên. Kiếm linh chặt chém hồi lâu mới chịu dừng lại, tiểu tháp thì đã trốn tịt vào một góc xa,
trông đáng thương vô cùng. Diệp Huyên cười hỏi, chúng ta nói chuyện bình thường được chưa? Tiểu Tháp nói với vẻ ấm ức, chính người bảo ta đi được chứ có phải ta tự đi đâu. Hắn lắc đầu cười, chủ nhân ngươi để ngươi lại cho ta làm gì? Tiểu Tháp, giúp ngươi. Hắn cau mày, giúp ta. Đúng vậy. Diệp Huyên tò mò, ngươi có thể giúp gì được ta? Tiểu Tháp nhảy dựng lên, ta giúp được nhiều lắm đó. Ví dụ như, nó cứng họng. Diệp Huyên lắc đầu cười, xem ra cũng chỉ là vật tượng trưng mà thôi, tự ngươi chơi đi, chúng ta đi đây. Thấy hắn và An Lan Tú sắp rời khỏi, Tiểu Tháp bỗng run lên, sau đó một lượng tử khí khổng lồ xuất hiện bên trong tháp giới ngục. Diệp Huyên nhìn mà cả kinh, bởi số tử khí này tinh khiết vô cùng. Tiểu Tháp cất tiếng, đây là Hồng Mông tử khí, chỉ đứng sau tử khí của Tiểu Bạch. Nếu ngươi dùng nó thì tốc độ tu luyện sẽ tăng lên mấy lần, và lại còn có khả năng hồi phục rất mạnh nữa. Diệp Huyên và An Lan Tú nhìn nhau với vẻ kinh ngạc. Tử khí này không phải dạng bình thường, nếu dùng để tu luyện thì đạt đến quy nhất cảnh không phải việc khó khăn. Tiểu Tháp lại nói, ta còn một số bảo vật nữa. Diệp Huyên vội hỏi, là gì? Tiểu Tháp nhảy nhót qua lại đến là đắc ý, nhiều lắm luôn đó, he he. Diệp Huyên, An Lan Tú, có thể lấy ra xem một chút không? Tiểu Tháp lắc đầu, tài vật không thể lộ ra, bằng không các ngươi nảy lòng tham thì sao? Diệp Huyên có chút cạn lời, không phải chúng ta đều ở cùng một phe sao? Ngươi còn đề phòng bọn ta làm gì? Tiểu Tháp, huynh đệ ruột còn phải sòng phẳng nữa mà. Diệp Huyên, Tiểu Tháp, thực lực của ngươi còn hơi yếu, ta đề nghị nên đề cao nó, bằng không sẽ gặp nguy hiểm. Diệp Huyên cau mày, nguy hiểm. Tiểu Tháp gật đầu, ta cảm nhận được có chuyện không hay sắp xảy ra, ngươi tốt nhất nên đề cao sức mạnh. Diệp Huyên im lặng, chẳng lẽ là người phụ nữ kia sắp hành động? Mãi cho đến bây giờ, bà ta vẫn không có động tĩnh gì, không giống với lẽ thường. Tiểu Tháp bỗng hỏi, ta ra ngoài chơi một chút được không? Thấy Diệp Huyên liếc tới, nó cười khì, không chạy lung tung đâu, chỉ chơi một chút rồi về thôi. Sau đó, một quyển sách cổ bỗng bay đến trước mặt Diệp Huyên. Đây là... Tiểu Tháp, thuật rút kiếm được chủ nhân cải tiến, ngươi cầm về mà tu luyện. Thuật rút kiếm. Diệp Huyên nhận lấy quyển sách rồi mở ra, sau đó sắc mặt đã đanh lại. Nội dung ghi chép bên trong rất khác với những gì người áo xanh dạy hắn trước kia. Hắn bèn thu sách về, nói với Tiểu Tháp, đi chơi đi. Tòa tháp hoan hô một tiếng rồi hóa thành luồng sáng tím, biến mất khỏi tháp giới ngục. Diệp Huyên lại nhìn quyển sách, kiếm kỹ này thích hợp để tấn công trực diện, chú trọng lấy tiểu phá đại, có hơi hướng của nhất kiếm phá vạn pháp, công được thủ được. An Lan Tú, trước tiên huynh cứ hãy dùng hợp thuấn sát nhất kiếm và mệnh quyền đi đã. Diệp Huyên gật đầu, trước mắt phải tập trung vào việc dung hợp. Thuật rút kiếm này không khó học, có thể để lại sau. Trong khoảng thời gian sau đó, Diệp Huyên bắt đầu nghiên cứu thuấn sát nhất kiếm và mệnh quyền, An Lan Tú ở bên hỗ trợ, một bước không rời. Về phần Tiểu Tháp, nó đã chạy đến nơi nào chẳng ai hay, khiến Diệp Huyên không biết phải nói gì. Cũng may còn có kiếm linh đuổi theo. Bắc Hoang. Thánh sứ xếp bằng ngồi trước một tấm bia đá, sau lưng nàng là nhóm người qua rượu với nhân số đông đúc hơn xưa. Bọn họ có chừng 100 người, khí tức ai nấy bao gồm nàng ta đều mạnh hơn trước kia rất nhiều. Giấc ngủ dài dằng dặc đã khiến sức mạnh của họ bị giảm sút, nhưng hiện nay đang dần dần khôi phục, trở lại thời kỳ đỉnh cao. Đúng lúc này, thánh sứ mở mắt, nhìn thấy người phụ nữ thần bí của thánh địa xuất hiện trước mặt. Sắc mặt nhóm qua rượu phía sau lập tức xa sầm. Lại là bà ta. Người phụ nữ cười nói với thánh sứ, lại gặp mặt. Thánh sứ, có việc gì sao? Người phụ nữ gật đầu, muốn thương thảo với các ngươi về một cơ hội vĩ đại, chẳng biết các ngươi có hứng thú không? Thánh sứ, hợp tác với bà, đối phó thiếu niên tên Diệp Huyên kia. Người phụ nữ cười, đoán một lần đã trúng, thông minh. Thánh sứ lắc đầu, thiếu niên kia không đơn giản, người sau lưng hắn càng phức tạp. Chúng ta sẽ không hợp tác với bà.
Người phụ nữ thần bí chớp mắt, người có thể đại diện cho toàn bộ Bắc Hoang sao? Bây giờ thì có thể, Thánh Sứ nói. Chúng ta sẽ không để bà lợi dụng nữa. Người phụ nữ cười, đó là vì không đủ lợi ích. Thánh Sứ cau mày, cho dù bà có mang đến lợi lộc gì, chúng ta cũng sẽ không kết minh. Khóe môi người phụ nữ khẽ cong lên, chưa chắc. Bà ta vươn tay, gọi một chiếc hộp màu đen xuất hiện, mở nó ra. Khi nhìn thấy vật bên trong, con người Thánh Sứ rụt lại, bà. Người phụ nữ mỉm cười không nói, chỉ quay lại nhìn tấm bia đá cách đó không xa. Bỗng nhiên, từ bia đá vọng ra một âm thanh, có thể thương thảo. Nghe giọng nói trong bia đá bảo vậy, người phụ nữ thần bí mỉm cười, vậy thì thương thảo. Thánh Sứ thì lại rơi vào im lặng, ánh mắt dán vào chiếc hộp trong tay người phụ nữ, trong lòng dậy sóng, kinh hãi không thôi. Giọng nói trong bia đá lại truyền ra, các hạ có được thứ này bằng cách nào? Người phụ nữ nháy mắt, nhặt được. Bia đá im lặng. Nhặt ư. Tất nhiên là chẳng ai tin rồi. Người phụ nữ cười, ta không thích phí lời nên sẽ đi thẳng vào vấn đề. Các ngươi chỉ cần giúp ta đối phó Diệp Huyên, đúng hơn là giữ chân ba người, là được, thứ này sẽ là của các ngươi. Giọng nói trong bia đá, lai lịch thiếu niên kia không đơn giản. Người phụ nữ, ta cũng phức tạp không kém. Giọng nói im lặng. Các ngươi cứ từ từ mà cân nhắc. Người phụ nữ cười nói rồi xoay người rời đi, bỗng nghe giọng nói vang lên. Ta đồng ý. Chờ tin tức của ta. Người phụ nữ cười nói rồi biến mất không còn bóng dáng. Thánh Sứ đi đến trước bia đá, khẽ hỏi, thượng thần, thiếu niên kia sở hữu ách thể, thật sự không hề đơn giản, vũng nước đục này. Giọng nói trong bia lại vang lên, kia là thiên địa huyền điện, chúng ta không cách nào từ chối. Thánh Sứ im lặng. Thiên địa huyền điện, báu vật quý giá nhất, đứng đầu thời tiền sử. Nó xuất hiện từ trước khi vũ trụ này sinh ra, là khí lại không phải khí, tồn tại đến vĩnh hằng, vạn cổ bất diệt, bên trong chất chứa 6 chữ cổ, đạo, sinh, tử, thiện, ác, kiếp. Võ kinh Bắc Hoang báu vật hàng đầu của Bắc Hoang tộc hiện nay cũng được truyền đến từ thiên địa huyền điện. Mà thứ này còn chất chứa vô vàn bí mật khác, có thể còn có truyền thừa, văn minh và báu vật của một thời đại chưa ai biết đến. Thiên địa huyền điện trước kia thuộc sở hữu của Bắc Hoang tộc, nhưng theo những biến đổi lớn của thời tiền sử, nó đã biến mất khỏi tay họ. Vậy mà hôm nay, nó lại xuất hiện. Thánh Sứ lầm bầm, sao thứ ấy lại nằm trong tay bà ta? Thượng thần trong bia đá nói, không rõ, nhưng trước mắt xem ra bà ta chưa biết nó là gì, bằng không tuyệt đối sẽ không dùng nó để giao dịch. Thánh Sứ thấp giọng nói, thượng thần. Việc bà ta có được nó không bình thường chút nào. Hơn nữa thiếu niên Diệp Huyên kia có lai lịch đặc biệt, nếu chúng ta đối đầu với hắn, e rằng sẽ dính vào nhân quả xấu, thậm chí gây nên họa ngập đầu. Thượng thần không nói gì. Thánh Sứ, thiên địa huyền điện tất nhiên quan trọng với tộc ta, nhưng thượng thần có từng nghĩ đến, một người hùng mạnh lại mưu kế đa đoan như bà ta, thế mà lại cố tình khiêu khích, dùng mọi thủ đoạn biến chúng ta thành kẻ địch với vị Diệp công tử kia. Điều này có nghĩa gì? Nghĩa là bà ta kiêng kỵ người đứng sau lưng hắn. Ta đã điều tra qua, biết được thiếu niên này có một cường giả hùng mạnh đi theo, sau lưng lại còn là mấy cô gái bí ẩn, tất cả đều không phải người thường. Nàng ta nhìn bia đá, bà ta muốn biến chúng ta thành khiên thịt. Giọng nói trong bia đá bỗng vọng ra, ta muốn gặp người này. Thánh Sứ, ta đây đi mời hắn đến. Thượng thần, không cần. Ta sẽ đích thân đến gặp. Thánh Sứ nao nao trong lòng, gật đầu, được. Sau khi trở lại gian phòng trúc ở thánh địa, người phụ nữ thần bí đặt chiếc hộp đen lên bàn. Đối diện bà ta, Thụ Vô Biên quan sát nó rồi hỏi. Bác Hoàng rất quan tâm đến chiếc hộp này sao? Người phụ nữ cười, thứ chúng quan tâm là thứ ở trong hộp. Thụ Vô Biên, là gì? Một vật từ thời xa xưa. Thụ Vô Biên nhìn bà ta, bà không có hứng thú sao? Người phụ nữ lắc đầu, ta đã đến cấp bậc mà bảo vật hay truyền thừa võ đạo đều không còn quá nhiều hấp dẫn. Thụ Vô Biên nhìn chiếc hộp với vẻ hiếu kỳ, bà làm cách nào để lấy được nó? Người phụ nữ cười,
đứa bé màu trắng năm ấy tìm thấy nó, được ta trao đổi bằng hai que hồ lô. Thụ Vô Biên nghe vậy, sắc mặt trở nên có chút kỳ quặc. À, ta biết đứa bé màu trắng mà đối phương nói đến là ai, cũng biết đó là một đứa trẻ ham chơi ham ăn, nhưng không ngờ nó cứ thế mà trao đổi một báu vật như vậy chỉ với hai que hồ lô. Đúng là phá của mà, Thụ Vô Biên lắc đầu. Người phụ nữ thần bí bỗng nói, ta ra ngoài một chuyến. Thụ Vô Biên, chuẩn bị ra tay rồi sao? Bà ta lắc đầu, đợi nàng kia đi xa thêm đã. Thụ Vô Biên gật đầu, cũng phải. Bằng không thì khi nàng ấy trở về, mọi công sức của họ đều sẽ đổ sông đổ bể. Bởi không ai có thể trực tiếp ngăn chặn người con gái kia. Dường như nghĩ đến gì đó, Thụ Vô Biên nói, Diệp Huyên dường như đang tu luyện. Cứ mặc hắn, dù sao thời gian cũng không còn nhiều nữa. Người phụ nữ cong môi nói, sau đó mang theo chiếc hộp rời đi. Thụ Vô Biên, bà xem thường hắn vậy sao? Người phụ nữ dừng bước, lắc đầu, không, ngược lại, ta vô cùng thưởng thức là đằng khác. Không có mấy người trong thế hệ cùng lứa có thể so được với hắn. Nhưng chúng ta ít nhiều gì cũng là người cùng thời đại với cha hắn, nếu ngay cả hắn cũng không đối phó được thì há chẳng uổng phí ngần ấy năm trên đời hay sao? Bà ta nói xong thì đẩy cửa bước ra, để lại Thụ Vô Biên chìm vào im lặng. Thời đại kia ư? À, ta vô thức nghĩ đến cô gái váy trắng từng trấn áp vô số người khác kia, khiến cho hàng loạt đại năng hùng mạnh năm ấy đều phải chịu trở thành phông nền trước mặt nàng. Chấm chấm chấm. Vũ trụ ngũ duy. Diệp Huyên ngồi tại tầng 9 tháp giới ngục, hai mắt khép hờ, để kiếm vực bao trùm toàn bộ tháp, trước mặt là kiếm vô thượng. Không biết qua bao lâu sau, hắn vươn tay nắm lấy nó. Uỳnh. Một luồng sức mạnh khổng lồ bỗng tuôn trào khỏi tháp khiến vách tường bốn phía chấn động kịch liệt. Diệp Huyên nắm chặt kiếm, trong tay phải là vô số thọ mệnh chi lực, lên đến 50 năm tuổi thọ. Hắn nhìn vô thượng không rời mắt, tuy có kiếm vực trấn áp nhưng sức mạnh trong kiếm thật sự là quá lớn, đến nỗi tầng 9 đã run lên bần bật. Nếu không nhờ có đạo tắc thì tháp đã không thể chịu đựng nổi. Sức mạnh của hắn vào giờ phút này đã có phần bất thường. An Lan Tú ở bên hỏi, huynh có thể rút kiếm không? Diệp Huyên gật đầu, bây giờ thì được. Hắn chậm rãi nâng vô thượng lên. Kiếm đã có thể rút, nhưng tốc độ thì lại không được. Xét về uy lực, một kiếm này vượt xa thuấn sát nhất kiếm không chỉ vài ba lần, nhưng về mặt tốc độ thì lại kém hẳn. An Lan Tú nói, có lợi có hại. Diệp Huyên gật đầu. Uy lực và tốc độ hiện nay của thuấn sát nhất kiếm đã đạt đến cực hạn mà thân xác hắn có thể chịu đựng, trừ khi hắn có thể đạt đến thần cảnh, ngoài ra thì rất khó để đề cao tốc độ khi kết hợp thuấn sát nhất kiếm và mệnh quyền. Hắn thấp giọng thở dài, bắt đầu giải tán sức mạnh trong kiếm. Trong thời gian qua, vì để dung hợp thuấn sát nhất kiếm và mệnh quyền mà hắn đã tiêu hao hơn 200 năm thọ mệnh, vậy mà vẫn không thể đạt đến trạng thái lý tưởng. Ngay cả kiếm vô thượng cũng không thể nâng cao tốc độ, nghĩa rằng đây đã là giới hạn của bản thân hắn. Nhưng nếu chỉ lấy tốc độ như hiện nay thì một kiếm này của hắn sẽ không tạo được uy hiếp gì cho người phụ nữ kia, bởi bà ta sẽ không đứng yên một chỗ cho hắn chém. An Lan Tú thì thầm, cố gắng hết sức là được. Diệp Huyên mỉm cười nhìn nàng, đúng vậy, chỉ cần cố hết sức mình thôi, nếu thật sự đánh không lại thì cũng không còn cách nào. An Lan Tú gật đầu. Một kiếm này của huynh không có phần thắng trước người phụ nữ kia, nhưng trong trời đất này cũng chẳng có mấy ai có thể đỡ được nó. Thuấn sát nhất kiếm và mệnh quyền, hai loại võ kỹ bộc phát một khi kết hợp lại sẽ mang đến uy lực cực kỳ kinh khủng. Diệp Huyên gật gù, nhìn thanh kiếm trong tay, nói kiếm kỹ mới này, gọi là mệnh kiếm đi. Mệnh kiếm tức một kiếm thiêu đốt thọ mệnh. Hắn thu kiếm về. Lại lấy ra quyển sách cổ về thuật rút kiếm mà tiểu tháp đưa cho. Hắn lật quyển sách ra, lật xem một hồi rồi thì thầm, thuật rút kiếm này rất tuyệt. An Lan Tú đi đến nhìn thoáng qua, khẽ nói quả thật khó lường. Diệp Huyên lắc đầu cười khổ, có lẽ ta cần bình tĩnh lại một chút. Mấy ngày qua đều phải đối phó kẻ địch đến đầu tắt mặt tối, không có thời gian dành cho kiếm đạo nữa. Đã lâu lắm rồi hắn chưa đề cao cảnh giới kiếm đạo của mình, thay vào đó là nhục thân, nhưng vẫn phải dựa vào ngoại vật.
Kiếm đạo của hắn đã bị trì trệ khá lâu. Không ai có thể giúp đỡ hắn trên con đường kiếm đạo kế tiếp, bởi vì hắn đã có con đường riêng của mình. Việc hắn phải làm là tiếp tục đi đến vạch đích, không phải dậm chân tại chỗ. Bỗng nhiên, hắn nghĩ đến thanh nhị áo trắng và bốn chữ kiếm tâm tự tại. Sở dĩ trong lòng còn quá nhiều ràng buộc nên Diệp Huyên vẫn chưa từng có thể đạt đến cảnh giới kiếm tâm tự tại chân chính. Ban đầu chỉ là Liên Nhi, sau là Niệm Tỷ, bây giờ lại là toàn bộ vũ trụ ngũ duy. Những mối ràng buộc ấy xuất hiện ngày càng nhiều, không thể nào vứt bỏ. Mà kiếm tu càng có ít ràng buộc thì kiếm mới càng nhanh nhạy, càng sắc bén. Đến đây, Diệp Huyên bỗng nhíu mày. Thật sự là như thế sao? Con người một khi sống thì phải có tín niệm. Tín niệm của hắn là gì? Là bảo vệ những người bên mình, là trách nhiệm. Một trang nam nhi nếu không thể đảm đương trách nhiệm mà hắn nên làm thì có còn đáng mặt đàn ông không? Ràng buộc ư? Vũ trụ ngũ duy đúng là ràng buộc của hắn, nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm của hắn. Nếu đã là trách nhiệm, thì sao lại là ràng buộc? Chẳng lẽ tuyệt tình, từ bỏ hết thảy thì có thể đạt đến kiếm tâm tự tại sao? Có lẽ đúng vậy, nhưng với Diệp Huyên mà nói thì không. Tựa như một người vứt bỏ cha mẹ, vợ con thì sẽ trở nên tự do tự tại, vì khi ấy không còn phải gánh vác gì cả, nhưng đó không phải là kiểu người mà Diệp Huyên muốn trở thành. Hắn muốn dùng kiếm để làm gì? Không phải để trở nên vô địch, mà là để bảo vệ. Đến đây, hình ảnh của vô số người bỗng hiện ra trong đầu Diệp Huyên, Diệp Liên, An Lan Tú, Liên Vạn Lý, Thác Bạt Ngạn, Tiểu Thất, Tiểu Đạo, A-La, Mạc Vân Khởi, Vũ Trụ Ngũ Duy, và Niệm Tỷ. Từng hình ảnh trong quá khứ lướt qua như đèn kéo quân trước mắt Diệp Huyên, chất chứa vô số đắng cay ngọt bùi. Một hồi sau, hắn mỉm cười nhìn xuống thanh kiếm trong tay, Thanh Nhi, ta hiểu kiếm tâm tự tại mà muội nói là gì rồi. Không phải là vứt bỏ hết thảy, tuyệt tình tuyệt ái, càng không phải vì tư lợi. Kiếm tâm tự tại là làm việc không thẹn với lương tâm, làm người không thẹn với lương tâm. Trong lòng không hổ thẹn, khi ấy ắt tự nhiên tự tại. Bỗng dưng, kiếm vô thượng trong tay hắn chấn động kịch liệt, tiếng kiếm minh réo rắt vang lên. Không chỉ thế mà toàn bộ những thanh kiếm trong người hắn cũng theo đó mà chấn động, ngay cả thanh kiếm trên đỉnh tháp cũng run lên như đang đáp lời. Diệp Huyên ngồi trong tháp với đôi mắt khép hờ, đã tiến vào một loại trạng thái vô cùng huyền diệu. Cả người hắn bỗng chốc nhẹ tựa lông hồng, một cảm giác chưa từng có trước đây. Trước kia, hắn giống như luôn bị một chiếc gông ghì xuống, ghì vào lòng, ghì trong tâm trí. Nhưng giờ đây chúng đều đã biến mất. Tư tưởng thông suốt, thân thể cũng nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. An Lan Tú lên tiếng, huynh đột phá sao? Diệp Huyên mở mắt, mỉm cười, không, ta chỉ vừa hiểu ra tự tại thật sự là thế nào mà thôi. Hắn nhìn xuống kiếm vô thượng trong tay, khẽ cười, trước kia ta vẫn bị bản thân trói buộc, kiếm của ta cũng vì thế mà bị xiềng xích, nhưng về sau sẽ không như vậy nữa. Thanh kiếm vẫn còn đang run lên như đáp lời. Điểm đặc biệt của nó là đến từ ngân hà giới, nhưng vốn cũng chỉ là một thanh kiếm bình thường, không có linh trí, nhưng giờ đây nó đã có. Kiếm nhờ chủ mà bất phàm, Diệp Huyên hiện nay đã có năng lực thay đổi kiếm, vì vậy cũng trao linh trí cho nó. Đột phá về tâm cảnh khiến cả người hắn đều như thoát thai hoán cốt. Nếu trước kia hắn là một thanh kiếm bị bó buộc vào vỏ, âm thầm mà lại nặng nề, không có khí thế nhất kiếm phá vạn địch. Thì giờ đây hắn đã là một thanh kiếm rời vỏ, không chỉ hiển lộ mũi nhọn mà còn tỏa ra kiếm khí kinh người, khiến ai nấy cũng phải sợ hãi. An Lan Tú giờ phút này mới cảm thấy Diệp Huyên là một kiếm tu. Tuy trước đó hắn cũng là kiếm tu nhưng sức mạnh đều đến từ huyết mạch chi lực, thân thể và tín ngưỡng chi lực. Mạnh, nhưng không phải từ kiếm đạo, nếu không có những thứ trên thì sức mạnh của hắn rất tầm thường, đặc biệt là nếu thiếu đạo thể thì còn bị giảm sút rất nhiều. Nếu chỉ dựa vào kiếm đạo, liệu hắn có thể tùy tiện chém giết cường giả thần cảnh không? Chắc chắn là không thể. Một khi mất đi đạo thể, hắn chỉ có thể chiến đấu với tối đa hai cường giả thần cảnh, nhưng khi có đạo thể, có là 10 người cũng không thể làm gì được hắn. Vì vậy, thay vì nói kiếm tu, chỉ bằng nói Diệp Huyên là thể tu.
Tuy hắn đã tìm được con đường mới cho mình trên phương diện kiếm đạo nhưng lại chưa đi được bao nhiêu bước, gần như vẫn luôn dậm chân tại chỗ. Giờ đây, sau khi thông suốt, hắn mới có được sự tự tin vào kiếm đạo, trở thành một kiếm tu chân chính. Tất nhiên đây mới chỉ là khởi đầu. Diệp Huyên cúi đầu nhìn kiếm vô thượng, cười nói cảm giác ấy kỳ diệu vô cùng, tựa như khi vừa học kiếm vậy. An Lan Tú, chúc mừng huynh. Hắn lại lắc đầu, con đường kiếm đạo của ta vẫn còn dài lắm. Tuy đã đột phá về tâm cảnh nhưng hắn lại không chút nào phấn khởi, bởi vì trên đời còn rất, rất nhiều kiếm tu mạnh mẽ. Khoan kể đến Thanh Nhi hay người áo xanh, hắn vẫn còn thua kém Thính Vân, ngay cả Niệm Tỷ cũng là một kiếm tu rất mạnh. An Lan Tú lên tiếng, huynh thử thi triển thuấn sát nhất kiếm xem. Diệp Huyên, chúng ta tìm nơi khác. Nàng gật đầu rồi cùng hắn biến mất, chỉ chốc lát sau đã xuất hiện lại trong vũ trụ lặng im, đứng cách hắn hơn trăm trượng. Diệp Huyên nói với nàng, cẩn thận đấy. Trong nháy mắt vừa dứt lời, một tia kiếm quang đã dừng lại giữa trán nàng. Nhưng trước ngực Diệp Huyên cũng đã bị một thanh trường thương chạm phải. An Lan Tú lắc đầu, ta thua rồi. Thương của nàng rất nhanh nhưng không ngăn được kiếm của Diệp Huyên, đã vậy hắn còn có đạo thể hộ thân. Hắn có thể dùng kiếm giết nàng, mà thương của nàng lại không cách nào làm tổn thương chứ. Diệp Huyên đã trải qua những thay đổi nghiêng trời lệch đất so với trước kia, nếu hắn còn sử dụng thêm ngoại lực, như tín ngưỡng chi lực, thì nàng càng không thể đánh lại. Diệp Huyên nhìn thanh kiếm trong tay, cảm nhận được không chỉ có tốc độ mà uy lực của thuấn sát nhất kiếm cũng tăng lên so với trước kia rất nhiều. Lần đột phá về tâm cảnh này đã mang đến những biến hóa rất lớn. Hắn bây giờ mới cảm nhận được mình là kiếm tu chứ không phải thể tu. Như nghĩ đến điều gì, Diệp Huyên bỗng nói với An Lan Tú, nàng tấn công đi, ta sẽ phòng thủ. Hắn rút vỏ kiếm, cha vô thượng vào lại. An Lan Tú hiểu ý hắn, gật đầu, được. Sau đó nàng biến mất, chỉ có một tia sáng lạnh lẽo lao đến. Diệp Huyên bỗng rút kiếm ra chém xuống. Thuật rút kiếm. Một luồng kiếm quang lóe ra, tia sáng lạnh lùng bị nó phá hủy trong nháy mắt, nhưng kiếm quang sau đó cũng vỡ vụn. Quỳnh! Diệp Huyên nhanh chóng thối lui hơn trăm trượng, dừng lại rồi thì nhìn An Lan Tú. Thuật rút kiếm của hắn là dùng kiếm phá diệt, nhưng thương của nàng cũng tương tự vậy, mà hắn lại không thể đón đỡ. Hắn nói, lần nữa. Nàng gật đầu, mũi chân khẽ nhún, hóa thành một cái bóng mở lướt đến trước mặt hắn. Diệp Huyên siết kiếm, sau đó vung tay rút ra. Tiếng kiếm minh vang lên chấn động đất trời, sau đó là lưỡi kiếm rơi xuống. Ầm ầm ầm. Theo tiếng nổ vang lên, kiếm quang của Diệp Huyên lập tức vỡ vụn, bản thân hắn lui lại hơn mấy trăm trượng. Dừng lại rồi, hắn lẳng lặng nhìn kiếm trong tay, mà An Lan Tú cũng không ra tay nữa. Một hồi sau, hắn thấp giọng nói, ta biết vấn đề nằm ở đâu rồi. Là khí thế. Nói xong, hắn nhắm mắt lại. Khí thế là một thứ rất quan trọng, cũng là thứ mà thuật rút kiếm của hắn đang còn thiếu. Trước kia, khi còn ở thế giới phía dưới, hắn từng nhìn thấy người đàn ông áo xanh thực hiện kiếm kỹ này. Một kiếm ấy, tựa như muốn bổ đôi đất trời. Mà nói đến khí thế, hắn lại nghĩ đến nhất kiếm định sinh tử của Thanh Nhi. Chỉ cần ta ra kiếm, ngươi ắt phải chết. Chính khí thế ấy mới là thứ hắn đang thiếu nhất. Nghĩ vậy, Diệp Huyên nâng mắt nhìn An Lan Tú, sau đó lại cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn muốn tàn nhẫn lên, nhưng làm sao có thể tàn nhẫn với nàng? Ta phải dùng kiếm này chém chết nàng ư? Hắn thật sự không thể xuống tay với An Lan Tú. Thật ra một thương của An Lan Tú cũng không kèm theo khí thế nhất thương đoạt mệnh. Ngược lại còn giữ lại sức mạnh, không dám dùng hết sức. Hai người đối luyện với nhau, có lợi lẫn có hại. Như nghĩ đến điều gì, Diệp Huyên nói, đi, ta dẫn nàng đi gặp một người. Sau đó đã mang An Lan Tú biến mất khỏi vũ trụ, chẳng mấy chốc đã đến đạo môn. Người tiếp đãi bọn họ là một ông lão. Vừa thấy khách tới là ai, ông ta đã cảm thấy đau đầu, bởi ông ta cũng chính là người đã tiếp đãi Diệp Huyên lần trước. Diệp Huyên cười, xin hãy báo cho Tam cô nương,
ta đến tìm bà có việc. Thấy ông lão do dự, hắn lại nói, ông định nói Tam cô nương đi vắng đúng không? Ông lão! Hắn cười, xin hãy nói Diệp Huyên sẽ không làm gì khiến bà phải khó xử. Ông lão vẫn còn chần chờ, nhưng đúng lúc ấy đã có một người phụ nữ xuất hiện trước mặt Diệp Huyên và An Lan Tú. Không phải Tam cô nương thì là ai? Bà ta cất tiếng với Diệp Huyên, người đúng là phiền phức. Hắn chỉ cười, Tam cô nương, lâu rồi không gặp. Tam cô nương nhàn nhạt hỏi, có việc gì sao? Diệp Huyên ôm quyền, xin Tam cô nương giúp đỡ một việc. Việc gì? Đánh ta. An Lan Tú rất mạnh, nhưng lại không thể nhẫn tâm, mà hắn cũng không nỡ xuống tay với nàng. Hai người luyện tập với nhau mà đều nương tay thì sao còn gọi là luyện tập nữa? Vì vậy nên hắn muốn tìm đến một người có thể đánh hắn, chỉ có thế mới có thể tìm được hết thiếu sót của mình. Tam cô nương hỏi, tìm ta luyện tập. Diệp Huyên gật đầu, phải. Thấy bà ta im lặng, hắn lại hỏi, được không? Tam cô nương, vì sao tự dưng lại đến tìm ta luyện tập? Hắn cười, chỉ muốn nâng cao sức mạnh bản thân thôi. Tam cô nương gật đầu, được. Diệp Huyên tròn mắt, bà đồng ý sao? Bà ta đáp, ta sẽ luyện với ngươi một chút, đi theo ta. Thấy Tam cô nương rời đi, Diệp Huyên có một thoáng phân vân, sau đó cũng theo gót. Bà ta nhanh chóng đưa hắn đến một quảng trường trống trải, bốn phía là những trận pháp không gian chắc chắn. Ngươi muốn luyện tập thế nào? Tam cô nương hỏi. Diệp Huyên, đánh ta đi, ta. Nào ngờ hắn còn chưa dứt lời, Tam cô nương đã biến mất. Diệp Huyên không kịp phản ứng đã thấy bụng nhói đau, cả người hắn bay ngược về sau, đập vào bức tường không gian khiến toàn bộ quảng trường luyện tập run lên bần bật. An Lan Tú. Thân thể như muốn giã ra thành từng mảnh, hắn không khỏi biểu lộ đau đớn lên mặt. Từ khi nào mà đạo thể lại yếu như vậy? Tam cô nương lại xuất hiện trước mặt hắn. Diệp Huyên cả kinh, đang muốn mở miệng thì đã ăn trọn một cú đấm vào đầu. Bốp! Cả người hắn nện xuống đất rồi trượt dài hơn trăm trượng, khi dừng lại thì đầu váng mắt hoa như sắp ngất xỉu. Mà Tam cô nương lại lần nữa xuất hiện, không để hắn kịp hoàn hồn đã tóm lấy một chân hắn, nhấc hắn lên cao rồi rộng xuống. Quỳnh! Mặt đất sụp đổ, sinh ra một hố sâu khổng lồ. Chưa kết thúc ở đó, Tam cô nương tung cước thẳng vào bụng Diệp Huyên, khiến hắn bay véo đi hơn trăm trượng trong một tiếng quỳnh. Hắn còn chưa rơi xuống thì bà ta một lần nữa hiện ra, lại vung chân đạp vào bụng hắn. Quỳnh! Diệp Huyên bay thẳng ra ngoài, nện vào bức tường không gian khiến nó vỡ vụn trong những tiếng ầm ầm. Thấy Diệp Huyên dừng lại, Tam cô nương tiếp tục xuất hiện, tóm lấy một chân hắn, vung lên nện xuống khắp bốn phía. Ầm 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 ầm, những cái hố sâu hóm cứ thế liên tục xuất hiện. Diệp Huyên bỗng rên lên, dừng, dừng lại. Tam cô nương vừa đánh vừa hỏi, gì cơ? Đừng dừng lại à, mạnh hơn nữa sao? Được, ta đánh mạnh hơn đây. Ầm 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 ầm. Diệp Huyên, cứ thế, Diệp Huyên bị đánh chừng nửa canh giờ mới dừng lại. Trong khoảng thời gian đó, Diệp Huyên từng phản kháng. Nhưng vô ích. Hắn càng phản kháng sẽ bị đánh càng thê thảm hơn. Mỗi lần hắn muốn xuất kiếm đều không có tác dụng, vì kiếm vừa xuất hiện sẽ gặp phải đòn hiểm càng kinh khủng hơn. Chủ yếu là vừa bắt đầu đã bị đánh đến mức ngu người rồi. Mà đạo thể của hắn dường như vô dụng trước mặt Tam cô nương này. Sau khi dùng lại, Tam cô nương đi sang một bên, hơi nhếch môi, đánh thế này thật thoải mái. Thật ra bà ta đã muốn đánh tên này một trận từ lâu rồi. Nhưng luôn không có cơ hội. Có điều bà ta không ngờ người này lại tìm đến để mình đánh. Chuyện tốt như thế, sao bà ta có thể từ chối được? Diệp Huyên ở phía xa bò dậy, hắn nhìn Tam cô nương, bà ta cũng quay người lại nhìn hắn, nghiêm nghị hỏi cảm giác thế nào? Mặt Diệp Huyên đen xì, Tam cô nương, có phải bà chỉ đơn thuần là muốn đánh ta không? Tam cô nương giễu cợt, ngươi cho rằng vừa nãy ta đánh ngươi chỉ đơn thuần là vì muốn đánh ngươi à? Diệp Huyên liếc nhìn Tam cô nương, lẽ nào không phải? Tam cô nương bước tới trước mặt Diệp Huyên, đương nhiên không phải,
sở dĩ ta đánh ngươi là để ngươi hiểu rõ khuyết điểm hiện tại của mình. Hơn nữa là ngươi tự tới đây yêu cầu ta đánh ngươi, là do ngươi tự yêu cầu. Nói xong bà ta chỉ về An Lan Tú phía xa, nàng có thể làm chứng. An Lan Tú. Diệp Huyên lắc đầu, mắc bẫy của người phụ nữ này rồi. Tam cô nương đột nhiên hỏi, bây giờ ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Huyên nhẹ giọng đáp, cảm thấy phải cẩn thận trước phụ nữ. Tam cô nương. Dường như nghĩ tới điều gì đó, Diệp Huyên chợt hỏi, Tam cô nương, vì sao đạo thể của ta ở trước mặt bà lại không đỡ nổi một đòn như thế? Tam cô nương cười đáp, vì ta cũng tu luyện đạo thể. Hơn nữa ta nói cho ngươi biết, đạo thể không có nghĩa là bất khả chiến bại, khi thực lực của một người quá mạnh, họ có thể phá hủy thân thể của ngươi. Đương nhiên thân thể của ngươi hơi đặc biệt, vì ngươi có huyết mạch mạnh mẽ, khả năng phục hồi huyết mạch của ngươi quá biến thái. Mặc dù vừa rồi Diệp Huyên bị đánh dã man, nhưng cơ thể hắn đã gần như khôi phục hoàn toàn, điều này khiến bà ta hơi buồn bực. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, Tam cô nương, rốt cuộc bà mạnh nhường nào? Lúc này hắn chợt phát hiện thực lực của người phụ nữ trước mặt mạnh hơn rất nhiều so với hắn tưởng tượng. Mặc dù vừa rồi hắn không thực sự chiến đấu hết mình, nhưng nếu dùng kiếm vực và tín ngưỡng chi lực, hắn vẫn có thể đánh trả, chỉ là hắn phát hiện Tam cô nương không định giết mình, hơn nữa hắn cũng muốn xem mình có thể không dùng ngoại lực để chống lại bà ta hay không, và kết quả là không thể. Tam cô nương cười bảo, ta không mạnh đến vậy đâu, chỉ là ta tu luyện sớm hơn ngươi mà thôi. Diệp Huyên lắc đầu, bà khiêm tốn qua đó. Tam cô nương cười nhẹ, làm người trừ khi có thực lực bất khả chiến bại, nếu không vẫn phải khiêm tốn một chút, khiêm tốn mới sống lâu được. Diệp Huyên trầm giọng, Niệm tỷ cũng nói như vậy. Tam cô nương cười hỏi, Thiên đạo ngũ duy. Diệp Huyên gật đầu. Tam cô nương khẽ nói, nàng là một người rất lợi hại. Diệp Huyên cười, tiền bối biết Niệm tỷ à? Tam cô nương gật đầu, từng điều tra, nàng là một người rất có trách nhiệm, nàng vì vũ trụ ngũ duy của các ngươi mà sẵn sàng phong ấn sức mạnh của mình, đáng được người khác khâm phục. Đương nhiên ngươi cũng tạm được, ít nhất thì nàng không nhìn nhầm người. Diệp Huyên mỉm cười rồi nói, Tam cô nương, nói thật thì ta có một chuyện không hiểu, bà và đạo lão nhị với đạo lão tứ đều là đệ tử của lão tổ đạo môn, tại sao khoảng cách giữa mọi người lại lớn như thế? Hắn phát hiện chỉ số thông minh của đạo lão nhị và Tam cô nương thật sự là người trên trời, người dưới đất. Tam cô nương lắc đầu, nhị sư huynh đã từng rất xuất sắc, huynh ấy có thể sáng tạo ra ám kinh từ đạo kinh của sư tôn, điều này đã chứng minh thiên phú của huynh ấy, chính quyền lợi đã hại huynh ấy. Sau khi sư tôn đi, đạo môn như rắn mất đầu, mà lúc này đạo môn lại là thế lực mạnh nhất chư thiên vạn giới, nhị sư huynh và đại sư huynh đều tranh vị trí chủ nhân đạo môn. Vì thế hai người vẫn luôn âm thầm tranh đấu, muốn giành được vị trí này và đại đạo chi linh. Tiếc là đại đạo chi linh không lựa chọn ai trong số họ. Nói đến đây, bà ta thấp giọng thở dài, có lẽ ngay từ đầu ta đã nên đứng ra, nếu ta tranh thì họ đều không thể tranh lại với ta, nhưng ta thật sự không có hứng thú với vị trí chủ nhân đạo môn này. Diệp Huyên lắc đầu, Tam cô nương, bà không hứng thú với vị trí chủ nhân đạo môn. Nhưng cuối cùng lại trở thành người đứng đầu đạo môn, cuộc đời này. Tam cô nương cười đáp, Diệp công tử, dường như ngươi cũng không hứng thú với vị trí người đứng đầu vũ trụ ngũ duy. Diệp Huyên gật đầu, nhưng ta sẽ không bỏ vũ trụ ngũ duy. Tam cô nương cười nhẹ, đây là điều ta không bằng ngươi. Ban đầu ta hơi ích kỷ, chỉ muốn sống theo ý mình, tuy cách sống đó không sai, nhưng ta không nên bỏ mặc trách nhiệm vốn có của mình. Diệp Huyên đột nhiên hỏi, mọi người còn có một đại sư huynh nữa à? Tam cô nương gật đầu, ta từng liên lạc với huynh ấy, bây giờ huynh ấy cũng không còn hứng thú với vị trí chủ nhân đạo môn nữa rồi. Diệp Huyên nghiêm nghị nói, Tam cô nương, thực lực của bà lớn mạnh như thế cũng không đánh lại người phụ nữ đó sao? Tam cô nương nhìn Diệp Huyên, người biết rồi. Diệp Huyên gật đầu, biết rồi. Tam cô nương khẽ cười, sở dĩ bây giờ ngươi cảm thấy ta mạnh là vì ngươi vẫn còn yếu. Nhớ lấy, trên đời này không có người mạnh nhất, chỉ có kẻ mạnh hơn. Diệp Huyên nói, ta muốn đánh chết bà ta. Tam cô nương nhìn hắn không chớp mắt, ngươi nghiêm túc đấy à? Diệp Huyên gật đầu.
Tam cô nương im lặng. Diệp Huyên lên tiếng, tiền bối cảm thấy không thể. Tam cô nương khẽ nói, Diệp công tử, ngươi là một người rất có thiên phú, trong thế hệ trẻ ngày nay rất ít người xuất sắc hơn ngươi. Nhưng ngươi có biết mình phải đối mặt với ai không? Bà ta không cùng thời đại với ngươi. Bà ta tu luyện nhiều hơn ngươi không biết bao nhiêu nghìn năm. Ngươi muốn vượt cấp khiêu chiến bà ta, có biết khó như thế nào không? Diệp Huyên cười đáp, nhưng cũng không thể chờ chết chứ. Tam cô nương gật đầu, đúng vậy. Nói rồi bà ta khẽ thở dài, thôi vậy. Chuyện giữa các ngươi, ta không nên quan tâm. Ngươi tới tìm ta luyện tập, vậy bây giờ chúng ta bắt đầu đi. Diệp Huyên chắp tay, đa tạ. Tam cô nương nhìn hắn, ngươi tấn công ta đi. Diệp Huyên trầm giọng, Tam cô nương, ta sẽ dốc hết sức. Tam cô nương cười, tới đi, yên tâm, ta sẽ không lơ là khinh địch. Diệp Huyên gật đầu, giây tiếp theo hắn rút kiếm ra. Thuấn sát nhất kiếm. Một kiếm này nhanh đến tột cùng, nhưng vẫn bị hai ngón tay kẹp lại. Tam cô nương giữ kiếm của Diệp Huyên, cười bảo cảnh giới kiếm đạo của ngươi đột phá rồi. Diệp Huyên gật đầu, nhưng có vẻ vẫn chưa ổn. Tam cô nương lắc đầu, không. Nói rồi bà ta buông tay, trên hai ngón tay có hai vết máu. Tam cô nương nhìn Diệp Huyên, nếu là trước đây, một kiếm này của ngươi hoàn toàn không thể gây ra uy hiếp cho ta. Nhưng bây giờ kiếm của ngươi đã có thể làm ta bị thương. Phải biết rằng đạo thể của ta đã ở cấp bậc thần cảnh. Nếu là người khác, một kiếm này của ngươi đã đủ giết chết đối phương. Diệp Huyên yên tâm, suýt nữa thì hắn quên mất Tam cô nương là đạo thể cấp bậc thần cảnh. Hắn cũng là đạo thể nên hắn biết rõ đạo thể đáng sợ như thế nào. Tam cô nương đột nhiên nói, bây giờ ngươi giống kiếm tu hơn rồi đấy. Kiếm của ngươi bây giờ không có bao nhiêu sự trợ giúp của ngoại lực, rất thuần túy, đây là một chuyện tốt. Diệp Huyên nghiêm túc hỏi, một kiếm này của ta phải làm sao mới có thể gây ra uy hiếp chí mạng với tiền bối. Tam cô nương nhìn hắn, tốc độ ít nhất phải tăng lên 5 lần. Sức mạnh cũng phải tăng lên ít nhất 10 lần thì kiếm này của ngươi mới có thể một kiếm giết chết ta, hai điều này thiếu một thứ đều không được. Có tốc độ nhưng sức mạnh không đủ thì đạo thể của ta sẽ ngăn lại kiếm của ngươi, có sức mạnh mà không có tốc độ thì ta có thể chạy đi hoặc ra đòn trước khi ngươi xuất kiếm. Diệp Huyên nhẹ giọng đáp, ta hiểu rồi. Tam cô nương bảo, bây giờ ngươi có thể dùng một chút ngoại lực để nâng cao kiếm kỹ của ngươi. Diệp Huyên lắc đầu, không cần. Nói xong hắn chợt tiến lên một bước, kiếm vực bao phủ Tam cô nương, giây tiếp theo một luồng kiếm quang vụt qua từ trong kiếm vực. Tam cô nương đột nhiên tung ra một quyền. Bùm! Một quyền vừa được tung ra, kiếm quang đã bị bà ta ngăn lại. Bên trong kiếm quang chính là kiếm của Diệp Huyên. Nhưng kiếm của Diệp Huyên lại đâm xuyên qua nắm đấm của Tam cô nương được nửa tấc. Tam cô nương đột nhiên thu tay về. Nhưng ngay sau đó lại vung ra một quyền nữa. Kiếm quang vỡ tan, mà khi kiếm quang vỡ ra, một thanh kiếm lặng lẽ phóng tới chân mày của Tam cô nương, nhưng lúc chỉ còn cách chân mày của bà ta nửa tấc thì dừng lại. Vì không biết Tam cô nương đã cầm lấy kiếm trong kiếm quang ấy từ lúc nào. Đúng lúc này, Diệp Huyên ở phía xa chợt xòe tay, trong phút chốc, vô số kiếm quang đan xen vỡ tan trong kiếm vực. Phập phập phập. Từng tiếng kiếm vỡ vang lên khiến da đầu người ta tê dại. Tam cô nương từ từ nhắm mắt lại, khi những kiếm khí ấy phóng tới trước mặt, tay phải bà ta chợt nắm chặt, một luồng quyền thế cường đại đột nhiên phóng ra khỏi cơ thể. Mệnh quyền. Không thiêu đốt thọ mệnh, chỉ là quyền thế của mệnh quyền, mà chính quyền thế này đã nghiền nát toàn bộ kiếm khí của Diệp Huyên, không chỉ vậy kiếm vực còn run lên, sắp không chịu nổi sức mạnh này. Có điều trên người bà ta đã có mấy vết kiếm. Kiếm của Diệp Huyên đã có thể xuyên qua phòng ngự của bà ta, nhưng vẫn chưa đủ, vì vẫn chưa thể chết người. Tam cô nương nhìn Diệp Huyên, tay phải chậm rãi mở ra, sau đó bà ta nói, tiếp tục. Diệp Huyên im lặng một lát rồi đột nhiên xòe bàn tay, kiếm vô thượng kèm vỏ xuất hiện trong tay hắn, giây tiếp theo hắn đã xuất hiện trước mặt Tam cô nương, rút kiếm rồi chém ra. Thuật rút kiếm. Một kiếm chém ra, sức mạnh cường đại quẩn quanh người Tam cô nương từ trên đỉnh đầu xuống. Tam cô nương nắm chặt tay phải,
một luồng quyền thế mạnh mẽ tuôn ra từ tay phải của bà ta. Ầm. Diệp Huyên bị đẩy lùi về phía sau. Nhưng ngay sau đó hắn lại xông lên. Cứ thế, trong khoảng thời gian tới mỗi ngày Diệp Huyên đều điên cuồng luyện tập với Tam Cô Nương, luyện thuấn sát nhất kiếm và thuật rút kiếm. Còn mệnh quyền thì hắn không thể luyện, vì muốn dùng chiêu này thì phải thiêu đốt thọ mệnh, hắn thật sự không luyện được. Dưới sự luyện tập điên cuồng, uy lực của thuấn sát nhất kiếm và thuật rút kiếm của Diệp Huyên cũng ngày càng mạnh hơn. Điều này cũng khiến Diệp Huyên hiểu ra một điều, không có gì là có giới hạn. Còn An Lan Tú, nàng không còn ở đạo môn nữa mà đã tới một vùng tinh không chưa rõ. Trong tay nàng là bản đồ Diệp Huyên đưa cho. Tìm Ninh cô nương. Diệp Huyên biết nếu hắn đi tìm thì người phụ nữ thần bí kia nhất định sẽ biết, vậy nên hắn khổ tu ở đạo môn thu hút sự chú ý, âm thầm nhờ An Lan Tú đi tìm Ninh cô nương. An Lan Tú ngự không di chuyển trên trời sao. Nàng cũng biết đôi điều về người phụ nữ thần bí ở thánh địa, đây chắc chắn là kẻ địch mạnh nhất hiện tại của Diệp Huyên. Như Tam cô nương đã nói, Diệp Huyên bây giờ không thể chống lại người phụ nữ thần bí đó. Đối phương và Diệp Huyên không phải người cùng thời đại. Hơn nữa huyết mạch là thứ duy nhất Diệp Huyên có thể gây ra uy hiếp cho đối phương cũng đã bị đối phương trấn áp. Quan trọng nhất là người phụ nữ thần bí không chỉ có một mình. Bà ta còn kéo bè kết phái nữa. Vậy thì phải làm sao? Với Diệp Huyên mà nói, đương nhiên hắn sẽ không ngồi yên chờ chết. Người phụ nữ đó không ngăn cản hắn tu luyện nhưng lại ngăn hắn đi tìm Ninh cô nương, hiển nhiên có thể thấy bà ta khá rẻ chừng Ninh cô nương. Lần này An Lan Tú không đi một mà dẫn theo Tiểu Tháp và Kiếm Linh cùng đi. Vì Tiểu Tháp có thể che giấu khí tức của An Lan Tú, mà Kiếm Linh đương nhiên là để khống chế Tiểu Tháp, không có Kiếm Linh ở đây, Tiểu Tháp sẽ phá lên tận trời. An Lan Tú đột nhiên dừng lại, nàng mở bản đồ Diệp Huyên đưa cho, một lúc sau nàng hóa thân thành lưu quang rồi biến mất ở cuối tinh không. Sau khi người phụ nữ thần bí rời khỏi thánh địa thì bay vào tinh không, bà ta khẽ phất tay, tinh không trước mặt nứt lìa, bà đi vào khe nứt trong không gian. Sau đó lại xuất hiện ở một tinh vực không xác định. Bà không dừng lại mà tiếp tục xé tinh không, thực hiện bước nhảy không gian. Cứ thế, chừng 2 canh giờ sau, bà dừng lại, mà lúc này bà đã ở trong một tinh không không có sự sống. Tinh vực này không có chút hơi thở nào của sự sống, không những thế còn có làn khí thối giữa khắp nơi, cực kỳ kinh tởm. Người phụ nữ thần bí phất tay. Làn khí thối giữa xung quanh bỗng biến mất không thấy tăm hơi, bà liếc mắt nhìn xung quanh, cuối cùng hóa thành tia lưu quang bay vào một tinh cầu chết chóc. Sau khi đi vào tinh cầu ấy, bà khẽ nhíu mày, bởi vì trên tinh cầu này đâu đâu cũng khí tức chết chóc và thối giữa, không chỉ vậy, khắp nơi đều có xác chết thối giữa. Người phụ nữ thần bí đi về phương xa, không lâu sau thì tới một tòa thành cổ, khi đến gần tòa thành. Làn khí thối giữa khiến người khác buồn nôn ập thẳng về phía bà như thủy triều, trong làn khí thối giữa ấy còn có mùi máu tanh. Bà nhìn vào trong thành, bên trong là những xác chết chất đống, những xác chết này đều đã chết từ rất lâu nhưng lại được ngâm trong máu. Máu này có một loại sức mạnh bí ẩn, chính sức mạnh này khiến cho những xác chết này lưu giữ được mãi. Cả tòa thành ít nhất phải có mấy triệu xác chết. Nơi này thực sự là địa ngục trần gian. Người phụ nữ thần bí khẽ nói, có những người thực lực càng mạnh thì điểm giới hạn trong lòng sẽ càng thấp. Nói xong bà cong ngón tay, một chiếc quan tài màu đen từ từ nổi lên, trên thân quan tài được vẽ vô số bùa chú màu đỏ máu, trông rất quái dị. Lúc này quan tài đột nhiên rung lên, sau đó một giọng nói hung dữ vọng ra, kẻ nào dám làm phiền bản đế tu luyện đấy. Chán sống rồi phải không? Giọng nói vang lên. Một tia huyết quang đột nhiên bay ra từ quan tài sau đó bắn về phía người phụ nữ thần bí bên dưới. Bên dưới, người phụ nữ thần bí khẽ vung tay. Ầm. Huyết quang lập tức vỡ tan. Cùng lúc đó, một sức mạnh bí ẩn nổ tung ngay phía trên quan tài. Bùm. Quan tài trong phút chốc vỡ tan, trong không trung xuất hiện một người đàn ông tóc tai bù xù, thân thể gầy như que củi. Trên người toát ra mùi thối giữa vô cùng khó chịu. Người đàn ông nhìn chằm chằm vào người phụ nữ thần bí, ngươi là ai? Người phụ nữ thần bí vô cảm đáp, tặng ngươi một món quà, có muốn không?
Người đàn ông cười khẩy, tặng ta một món quà. Cũng mạnh miệng lắm. Người phụ nữ thần bí đột nhiên xòe tay phải, sau đó đưa về phía trước rồi ấn xuống. Ầm. Xa xa, người đàn ông rơi từ trên không xuống đất, mặt đất lún xuống tạo thành một cái hố sâu. Phía trên mặt đất, người đàn ông nhìn người phụ nữ thần bí, lúc này trong mắt ông ta đã có thêm vẻ nghiêm nghị, rốt cuộc ngươi là ai? Người phụ nữ thần bí không chút biểu cảm, ngươi là bất tử đại đế đúng không? Người đàn ông chậm chậm đứng dậy, nhìn chằm chằm bà, rốt cuộc ngươi là ai? Người phụ nữ thần bí cười bảo, người đổ sát tất cả sinh linh ở đây vì muốn lấy tử khí trong cơ thể họ, bồi bổ cơ thể, sau đó đột phá lên trên thần cảnh, đồng thời khống chế khí tử linh vô tận này, đúng không? Người đàn ông siết chặt tay, đúng thì thế nào? Người phụ nữ thần bí nhìn ông ta, bây giờ ta sẽ cho ngươi một cơ hội, giúp ngươi đột phá lên trên thần cảnh. Đôi mắt của người đàn ông hơi nheo lại, giúp ta đột phá lên trên thần cảnh. Người phụ nữ thần bí mỉm cười, đúng thế. Người đàn ông chế nhạo, ngươi có khả năng đó không? Người phụ nữ thần bí bất chợt vung ra một chưởng. Đồng tử của người đàn ông đột nhiên co rút, ông ta tung ra một quyền đỡ lấy chưởng đó. Ầm. Sau khi tung quyền, người đàn ông bay ngược ra ngoài, khi ông ta va vào bức tường phía sau, thành cổ trong phút chốc hóa thành hư vô, thân thể người đàn ông nứt ra, thấy rõ cả ngũ tạng. Yết hầu của người đàn ông di chuyển, ông ta ngẩng đầu nhìn người phụ nữ thần bí phía xa, lúc này trong mắt ông ta không có sự nghiêm nghị nữa mà là kiêng dè. Ông ta biết thực lực của bà vượt xa mình. Người phụ nữ thần bí hỏi, bây giờ thì tin chưa? Người đàn ông trịnh trọng hỏi, rốt cuộc các hạ là ai? Người phụ nữ thần bí lắc đầu, đừng hỏi những câu vô nghĩa này, điều mà ngươi nên hỏi là ta muốn ngươi làm gì? Người đàn ông nhìn người phụ nữ thần bí, vậy bà muốn ta làm gì? Người phụ nữ thần bí khẽ cười, bây giờ ngươi quá yếu, không làm được gì. Nói xong bà xòe tay, một quyển cổ trục xuất hiện trước mặt người đàn ông, thứ này có thể giúp ngươi lên trên thần cảnh, trong đó còn có một tấm bản đồ, sau khi tới thần cảnh thì lập tức tới tìm ta. Ta cho ngươi 10 ngày, chắc là đủ thời gian rồi. Người đàn ông mở cổ trục ra nhìn. Dần dần vẻ mặt ông ta trở nên vô cùng nghiêm nghị. Một lúc sau ông ta nhìn người phụ nữ thần bí tiền bối, bà muốn ta làm gì? Nàng ta cười đáp, đến lúc đó ta muốn người góp chút sức kiềm chế một vài người, đương nhiên có thể sẽ phải trả giá bằng mạng sống, cũng có thể không cần ngươi ra tay. Vậy nên bây giờ ngươi có thể lựa chọn, nếu không muốn thì ta cũng không ép buộc, nếu đồng ý thì ta giúp ngươi lên trên thần cảnh. Người đàn ông đáp ngay, ta đồng ý. Người phụ nữ thần bí khẽ cười, không cân nhắc à. Bất tử đại đế nhìn cô gái, không cần cân nhắc, nếu không đột phá thì ta cũng không sống được bao lâu nữa. Nàng ta quan sát bất tử đại đế rồi cười, cũng đúng. Nói xong người phụ nữ thần bí nhìn xung quanh, ta không thích nơi này, đi đây. Tiếp đó bà ta quay lưng bỏ đi. Bất tử đại đế đột nhiên nói, bà không sợ sau khi lên đến thần cảnh ta sẽ bỏ chạy à? Người phụ nữ thần bí không hề nhìn lại, ngươi có thể thử xem. Nói rồi bà ta biến mất ở cuối chân trời. Bất tử đại đế im lặng, không biết đang nghĩ gì. Đạo môn. Trong sân tập, Diệp Huyên ngồi xếp bằng dưới đất, lúc này hắn đang nhớ lại cảnh giao đấu với Tam cô nương lúc trước. Nghĩ về những điều mình còn thiếu sót. Phải nói rằng tập luyện cùng Tam cô nương giúp hắn học được rất nhiều điều, không chỉ thuấn sát nhất kiếm và thuật rút kiếm tăng lên đáng kể, mà mệnh quyền của hắn cũng có rất nhiều cảm ngộ mới. Cách đó không xa, Tam cô nương nhìn Diệp Huyên, thật ra bà ta cũng hơi giật mình, không lâu trước đó hắn không tạo được uy hiếp gì cho bà ta, nhưng bây giờ hắn đã có thể gây ra một chút uy hiếp rồi. Nếu không phải bà ta đã luyện đạo thể tới thần cảnh thì giữa bà ta và Diệp Huyên, ai thắng ai thua thật sự khó nói. Nên nói là bây giờ cường giả thần cảnh bình thường gặp phải Diệp Huyên sẽ bị hắn giết chết ngay tức khắc. Bởi vì kiếm của hắn thật sự đã đủ nhanh. Sở dĩ hiện tại bà ta có thể chèn ép Diệp Huyên là vì thân thể, đạo thể của bà ta mạnh hơn Diệp Huyên. Đúng lúc này, Diệp Huyên đứng dậy, xòe bàn tay ra.
kiếm vô thượng xuất hiện trong tay, hắn nhìn tam cô nương ở nơi xa, tiếp tục. Nói rồi hắn chuẩn bị xuất kiếm, nhưng tam cô nương lại lắc đầu, người có khách. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, người phụ nữ kia à? Tam cô nương lắc đầu, không phải. Nói rồi bà ta nhìn sang bên phải, hai người nói chuyện đi. Sau đó bà ta quay người rời đi. Diệp Huyên nhìn về hướng tam cô nương nhìn, không gian nơi đó đột nhiên nứt ra, một bóng mờ xuất hiện, bóng mờ ấy không thể nhìn ra được là nam hay nữ. Diệp Huyên nhìn bóng mờ hỏi, các hạ là? Bóng mờ đáp, Bắc Hoang. Giọng nói mờ ảo, cũng không thể phân biệt được là nam hay nữ. Bắc Hoang. Diệp Huyên sững sờ, sau đó hỏi, có chuyện gì? Bóng mờ nói, không có chuyện gì, chỉ tới thăm ngươi thôi. Thăm hắn. Vẻ mặt Diệp Huyên trở nên kỳ lạ, hắn nhìn bóng mờ rồi nói, chắc các hạ đã biết chân tướng sự thật, đúng không? Bóng mờ trả lời, người phụ nữ đó muốn Bắc Hoang ta đối phó với ngươi, ngươi thấy thế nào? Diệp Huyên cười, nếu ta đoán không nhầm thì chắc hẳn bà ta đã cho các ngươi bảo vật cực phẩm, hoặc là điều kiện gì đó hấp dẫn lắm phải không? Bóng mờ nói, đúng. Diệp Huyên suy nghĩ một chút rồi bảo, ngươi nghĩ thế nào? Bóng mờ lại bảo, ta muốn nghe xem ngươi nghĩ thế nào? Diệp Huyên cười khẽ, suy nghĩ của ta rất đơn giản, nghêu cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi thôi. Bóng mờ không lên tiếng. Diệp Huyên lại cười nhẹ, ngư ông đắc lợi luôn ở thế bất bại, ngươi thấy đúng không? Nhưng thứ bà ta đưa ra rất hấp dẫn. Hấp dẫn nhường nào? Có thể thay đổi vận mệnh cả Bắc Hoang. Phải sống mới có vận mệnh. Nhưng ngươi rất yếu. Diệp Huyên cười, ngươi có thể nhìn thấu người phụ nữ thần bí kia không? Bóng mờ đáp, không. Diệp Huyên xòe tay nhún vai, bà ta là dì của ta, dì ruột. Bóng mờ im lặng. Diệp Huyên lại nói, các hạ, không giấu gì ngươi, ta còn có hơn chục người dì kiểu này. Nói ra thì đây là chuyện nhà của ta, ngươi can thiệp vào thật sự không được hay lắm, hơn nữa nếu một ngày nào đó dì ta suy nghĩ thông suốt không đánh ta nữa. Lúc đó các ngươi phải làm thế nào? Lúc đó có thể sẽ là hai người chúng ta cùng đánh các ngươi đấy. Nói xong, hắn dừng một chút rồi lại tiếp, tuy gì ta vì một số chuyện nên luôn nhằm vào ta, nhưng ta không hận gì ấy, vì ta biết người một nhà không có hiểu lầm gì không thể giải quyết, dù sao bà cũng là dì ruột của ta. Dì ruột đó, một giọt máu đào hơn ao nước lã mà. Bóng mờ. Một giọt máu đào hơn ao nước lã. Bóng mờ im lặng. Tuy Diệp Huyên cũng có phần nói dối, nhưng phải công nhận là những gì hắn nói vẫn có lý. Đây là chuyện riêng của nhà người ta. Lỡ như một ngày nào đó bà ta đột nhiên không đánh cháu trai nữa mà làm lành, lúc đó chẳng phải bọn họ sẽ trở thành kẻ xấu sao. Diệp Huyên nhìn bóng mờ, các hạ, nếu ta là ngươi, ta sẽ lựa chọn đứng ngoài, không giúp ai hết, chờ hai chúng ta đôi bên cùng thiệt hại. Các ngươi ra dọn dẹp chiến trường chẳng phải là hay hơn à? Bóng mờ nhẹ giọng nói, ngươi nói cũng có lý. Nói rồi bóng mờ dần trở nên hư ảo, hiển nhiên là chuẩn bị rời đi. Diệp Huyên đột nhiên gọi lại, chờ đã. Bóng mờ hỏi, còn chuyện gì sao? Diệp Huyên do dự sau đó vẫn hỏi, ta nghe nói các ngươi đến nền từ văn minh tiền sử. Bóng mờ gật đầu, ừ. Diệp Huyên hỏi, ta có thể tìm hiểu về các ngươi không? Bóng mờ đáp, tìm hiểu về chúng ta. Diệp Huyên gật đầu lia lịa, ta nghe nói cách các ngươi tu luyện hơi khác so với chúng ta, phải không? Bóng mờ trả lời, đúng là không giống lắm, nhưng về bản chất thì cũng không khác biệt bao nhiêu, đều thông qua tu luyện để có được sức mạnh cường đại. Diệp Huyên vội hỏi, các ngươi có cách tu luyện thân thể không? Bóng mờ nói, có. Diệp Huyên chớp mắt, ngươi nhìn ta đi, nhìn thân thể ta, ngươi cảm thấy thân thể ta còn có thể đột phá không? Bóng mờ quan sát Diệp Huyên, nhẹ giọng đáp, thân thể ngươi rất mạnh, nhưng vẫn có thể cải thiện được nhiều. Diệp Huyên vội hỏi tiếp, các ngươi có cách khiến thân thể ta được cải thiện thêm nữa không? Bóng mờ gật đầu, có thì có, nhưng sao chúng ta phải giúp ngươi? Diệp Huyên suy nghĩ rồi trả lời, ngươi thấy ta thế nào? Bóng mờ hỏi, ngươi chỉ phương diện nào?
Diệp Huyên đáp, tất cả các phương diện. Bóng mờ bảo, miệng lưỡi trơn tru, không thực tế, miệng nói một đằng, bụng nghĩ một nẻo. Diệp Huyên hô lên, dừng dừng, người nói những điều tốt đi. Bóng mờ im lặng. Diệp Huyên khẽ cau mày, ta ở trong lòng ngươi không có ưu điểm gì à? Bóng mờ đáp, nhiều chỗ dựa. Sắc mặt Diệp Huyên lập tức tối sầm, suýt nữa thì hắn đã bỏ chạy. Diệp Huyên hít một hơi thật sâu, chỉ vào mình, các hạ, ngươi không thấy ta rất xuất sắc sao? Không ngoa chút nào khi nói rằng người trẻ tuổi xuất sắc như ta là cực kỳ hiếm gặp ở thời tiền sử của ngươi chứ. Bóng mờ lắc đầu. Diệp Huyên khó hiểu, ngươi lắc đầu làm gì? Bóng mờ nói, ta đã sống mấy chục nghìn năm rồi, trong năm tháng vô tận này loại người nào ta cũng đã gặp, nhưng chưa thấy người nào mặt dày như ngươi. Hay là loài người hiện tại đều mặt dày thế này? Diệp Huyên. Bóng mờ lại nói, ngươi nói nhiều như vậy chỉ vì muốn chúng ta giúp ngươi cải thiện thân thể đúng không? Diệp Huyên gật đầu, đúng. Bóng mờ bảo, tại sao ta phải giúp ngươi? Ngươi có thể cho ta lý do không? Diệp Huyên suy nghĩ một lúc rồi nói, hay là các hạ đưa ra điều kiện đi. Bóng mờ im lặng một lúc mới nói, trên người ngươi không có thứ mà chúng ta muốn. Diệp Huyên chợt nói, ân tình. Bóng mờ nhìn hắn, ân tình. Diệp Huyên cười khẽ, đúng thế. Giúp ta thì ta nợ các ngươi một ân tình. Bóng mờ nhẹ giọng bảo, hành vi này của ngươi gọi là tay không bắt sói trắng đấy. Diệp Huyên. Bóng mờ đột nhiên nói, được. Diệp Huyên sững sờ, ngươi đồng ý. Bóng mờ gật đầu, ta đồng ý. Ngươi theo ta tới Bắc Hoang đi. Diệp Huyên do dự đôi chút, Bắc Hoang sao? Bóng mờ hỏi, sợ à? Diệp Huyên lắc đầu ngay, với thực lực của tiền bối, nếu muốn giết ta chẳng phải chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay thôi sao? Cần gì phải lừa ta tới Bắc Hoang? Bóng mờ nói, đi thôi. Nói xong, không gian trước mặt Diệp Huyên đột nhiên nứt ra. Diệp Huyên lưỡng lự vài giây, sau đó nhìn về phía bên phải, chắp tay nói, tam cô nương, đa tạ tiền bối thời gian vừa qua nhé. Sau đó hắn bước vào khe hở không gian ấy. Bóng mờ cũng biến mất ngay sau đó. Ở bên kia, tam cô nương nhìn Diệp Huyên biến mất, im lặng suy tư. Bắc Hoang. Khi Diệp Huyên ra khỏi truyền tống trận không gian thì trước mặt là một tấm bia đá cực lớn. Diệp Huyên nhìn xung quanh, đây chính là Bắc Hoang. Ở nơi cách hắn không xa có một người phụ nữ đang đứng, đầu ngón tay bà có đao quang lập lòe. Thánh sứ. Bóng mờ lắc đầu. Diệp Huyên khó hiểu, ngươi lắc đầu làm gì? Bóng mờ nói, ta đã sống mấy chục nghìn năm rồi, trong năm tháng vô tận này loại người nào ta cũng đã gặp, nhưng chưa thấy người nào mặt dày như ngươi. Hay là loài người hiện tại đều mặt dày thế này? Diệp Huyên. Bóng mờ lại nói, ngươi nói nhiều như vậy chỉ vì muốn chúng ta giúp ngươi cải thiện thân thể đúng không? Diệp Huyên gật đầu, đúng. Bóng mờ bảo, tại sao ta phải giúp ngươi? Ngươi có thể cho ta lý do không? Diệp Huyên suy nghĩ một lúc rồi nói, hay là các hạ đưa ra điều kiện đi. Bóng mờ im lặng một lúc mới nói, trên người ngươi không có thứ mà chúng ta muốn. Diệp Huyên chợt nói, ân tình. Bóng mờ nhìn hắn, ân tình. Diệp Huyên cười khẽ, đúng thế. Giúp ta thì ta nợ các ngươi một ân tình. Bóng mờ nhẹ giọng bảo. Hành vi này của ngươi gọi là tay không bắt sói trắng đấy. Diệp Huyên. Bóng mờ đột nhiên nói, được. Diệp Huyên sững sờ, ngươi đồng ý. Bóng mờ gật đầu, ta đồng ý. Ngươi theo ta tới Bắc Hoang đi. Diệp Huyên do dự đôi chút, Bắc Hoang sao? Bóng mờ hỏi, sợ à? Diệp Huyên lắc đầu ngay, với thực lực của tiền bối, nếu muốn giết ta chẳng phải chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay thôi sao? Cần gì phải lừa ta tới Bắc Hoang? Bóng mờ nói, đi thôi. Nói xong, không gian trước mặt Diệp Huyên đột nhiên nứt ra. Diệp Huyên lưỡng lự vài giây, sau đó nhìn về phía bên phải, chắp tay nói, tam cô nương, đa tạ tiền bối thời gian vừa qua nhé. Sau đó hắn bước vào khe hở không gian ấy. Bóng mờ cũng biến mất ngay sau đó. Ở bên kia, tam cô nương nhìn Diệp Huyên biến mất, im lặng suy tư.
Bắc Hoang. Khi Diệp Huyên ra khỏi truyền tống trận không gian thì trước mặt là một tấm bia đá cực lớn. Diệp Huyên nhìn xung quanh, đây chính là Bắc Hoang. Ở nơi cách hắn không xa, có một người phụ nữ đang đứng, đầu ngón tay bà có đao quang lập lòe. Thánh sứ. Mà đằng sau thánh sứ là đám qua rượu. Khi nhìn thấy nhóm qua rượu, vẻ mặt hắn đột nhiên thay đổi. Phía sau qua rượu có hơn 200 người, nhìn từ khí tức của những người này thì ít nhất đều trên thần cảnh. Thực lực của người phụ nữ đứng đầu lại càng thâm sâu khó lường. Bắc Hoang mạnh thật. Qua rượu nhìn Diệp Huyên với ánh mắt không mấy thân thiện. Diệp Huyên nhìn mọi người rồi cười chào hỏi, chào mọi người. Thánh sứ nhìn hắn, Diệp công tử muốn cải thiện thân thể. Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Nói xong hắn nhìn thánh sứ, không biết cô nương tên gọi là gì. Thánh sứ cười đáp, Mộc Hy. Diệp Huyên hỏi, Mộc Hy cô nương, tiền bối vừa đưa ta tới đâu rồi? Mộc Hy cười nhẹ, Diệp công tử chờ một lát nữa thượng thần sẽ xuất hiện. Diệp Huyên gật đầu, được. Nói rồi hắn nhìn xung quanh, nơi đây mây mù lượn quanh, không thể nhìn xa. Mộc Hy khẽ cười, Diệp công tử có vẻ khá tò mò về Bắc Hoang của chúng ta nhỉ. Diệp Huyên cười, đúng là khá tò mò. Mộc Hy cô nương, có chuyện này ta rất tò mò, đó là cảnh giới của các cô phân chia như thế nào vậy? Nói xong hắn chỉ vào qua rượu cách đó không xa, ví dụ như ở thời đại của chúng ta, hắn sẽ ở cảnh giới thần cảnh, vậy thời đại của các cô thì sao? Mộc Hy cười đáp, thần cảnh mà ngươi nói là cảnh giới trong hệ thống đạo kinh phải không? Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Mộc Hy nói, ở thời đại của chúng ta, hắn được gọi là nghịch đạo cảnh. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, nghịch đạo. Mộc Hy gật đầu, đến trình độ của hắn có thể nghịch chuyển tử khí trong cơ thể, dần chuyển hóa nó thành sinh khí, thực ra điều này tương đương với việc nghịch thiên, vì thế ở thời đại của chúng ta nó được gọi là nghịch đạo cảnh. Đã có năng lực nghịch đạo thì sẽ đảo được sự sống và cái chết. Diệp Huyên lại hỏi, vậy trên nghịch đạo cảnh thì sao? Mộc Hy mỉm cười, vĩnh hằng. Diệp Huyên chớp mắt, vĩnh hằng cảnh. Mộc Hy gật đầu, đến cảnh giới này thân thể sẽ bất diệt vĩnh hằng, linh hồn bất diệt vĩnh hằng, tinh thần bất diệt vĩnh hằng. Đương nhiên thọ nguyên vẫn sẽ biến mất, chỉ là cường giả ở cấp bậc này có thể sống tới 100.000 năm, tất nhiên với tiền đề là không bị người khác giết hoặc tự sát. Diệp Huyên khẽ hỏi, có ai có thể bất tử không? Mộc Hy nhìn Diệp Huyên, không có. Diệp Huyên lại hỏi, ở thời đại của các cô không ai có thể bất tử sao? Mộc Hy lắc đầu, ta có thể nói cho ngươi một người, ông ấy thông qua tu luyện có thể sống rất lâu, thậm chí cả triệu năm, nhưng cho đến nay trong lịch sử của chúng ta vẫn chưa ai có thể bất tử. Cho dù là thượng thần cũng bị thọ mệnh giới hạn, không thể bất tử thật sự. Diệp Huyên hơi khó hiểu, tại sao không thể bất tử thật sự? Mộc Hy cười đáp, nếu có người thật sự bất tử thì chỉ có một khả năng, đó là pháp tắc vũ trụ hiện tại đã sụp đổ. Diệp Huyên tò mò hỏi, pháp tắc vũ trụ. Mộc Hy gật đầu, theo như chúng ta biết, pháp tắc vũ trụ hiện nay có 9 điều, trong đó có một điều là pháp tắc sinh mệnh, thọ mệnh của mọi người đều bị pháp tắc sinh mệnh hạn chế, không ai có thể bất tử, không sinh mệnh nào có thể đạt đến bất tử. Vì một khi có người bất tử, vũ trụ sẽ bị rối loạn. Ngươi thử nghĩ mà xem, nếu một người không chết có phải rất đáng sợ không? Diệp Huyên gật đầu, cũng phải. Mộc Hy lại nói, có người có thể nghịch đạo, nhưng hiện tại vẫn chưa ai có thể làm trái pháp tắc vũ trụ, cũng không đúng, ít nhất là 5 điều đầu tiên của pháp tắc vũ trụ thì không ai có thể làm trái. Nếu có người có thể làm trái pháp tắc bất tử thì có lẽ thật sự có thể bất tử, nhưng căn bản là không thể. Diệp Huyên tò mò hỏi, vì sao lại không thể? Mộc Hy cười nhẹ, pháp tắc vũ trụ là một tồn tại ở tầng cao hơn, chúng ta hiện tại vẫn chỉ tiếp xúc với đạo. Mà pháp tắc vũ trụ là sự tồn tại vượt qua cả đạo. Nói đến đây nàng ta nhìn Diệp Huyên, ách thể của ngươi thuộc một tồn tại khác, cực kỳ khác biệt. Diệp Huyên hỏi, một tồn tại khác biệt, có nằm trong pháp tắc vũ trụ không? Mộc Hy lắc đầu, điều này ta không thể trả lời ngươi, vì ta chỉ biết pháp tắc vũ trụ có 9 điều, nhưng cụ thể là gì thì ta không rõ.
Vậy nên ách thể của ngươi có liên quan đến pháp tắc vũ trụ không, ta cũng không dám khẳng định. Diệp Huyên ngập ngừng rồi hỏi, nếu như ách thể của ta thật sự do pháp tắc vũ trụ gây ra thì sao? Mộc Hy suy nghĩ một lúc mới đáp, kiếp sau làm người cho tử tế. Diệp Huyên. Đúng lúc này, bia đá sau lưng Diệp Huyên đột nhiên rung lên, một giọng nói vang lên từ bên trong. Mộc Hy nhìn Diệp Huyên, đi theo ta. Diệp Huyên nhìn bia đá, thượng thần của các cô ở trong đó làm gì vậy? Mộc Hy đáp, bí mật. Bí mật. Diệp Huyên không biết nên nói gì nữa. Mộc Hy chợt hỏi, Diệp công tử, nghe nói người phụ nữ muốn đánh ngươi là gì của ngươi? Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy, bà ta nói bà là dì ruột của ta. Mộc Hy bảo, nếu có gì thì khẳng định có ông ngoại, sao ngươi không đi tìm ông ngoại ngươi? Diệp Huyên nhún vai, hình như ông ngoại đã bị người cha hờ của ta giết chết rồi. Mộc Hy dừng bước, quay đầu nhìn hắn, bị cha ngươi giết. Diệp Huyên gật đầu, họ nói như vậy đấy. Mộc Hy hơi nhíu mày, cha ngươi giết cha vợ. Diệp Huyên gật đầu, thật ra ta cũng hơi khó hiểu, nhưng nghe nói ông ngoại ta cũng không phải người tốt. Mộc Hy nói nhỏ, nhà ngươi, thật lợi hại. Diệp Huyên hơi tò mò, Mộc Hy cô nương, thượng thần của các cô có đánh lại người phụ nữ đó không? Mộc Hy lắc đầu, không biết, phải đánh mới biết được. Diệp Huyên nói, cô có lời khuyên nào trước tình hình hiện tại của ta không? Mộc Hy suy nghĩ một chút rồi trả lời, ngươi có thể hỏi gì ngươi, nếu ngươi đầu hàng thì có thể không giết nữa không? Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn Mộc Hy, người phụ nữ này nói chuyện buồn cười thật. Đầu hàng không giết có được không ấy à? Nhưng mà, đến lúc đó mình cũng có thể hỏi thử ha. Mộc Hy nhanh chóng dẫn Diệp Huyên đi vào trong vân đoan, trong tầng mây cách chỗ hai người không xa có vô số tia chớp lóe lên. Đó là một vùng lôi trì. Diệp Huyên nhìn về phía Mộc Hy cô nương, các cô muốn dùng thiên lôi luyện thể cho ta ư? Mộc Hy lắc đầu, không phải để ngươi luyện thể. Diệp Huyên hơi nghi ngờ, vậy là. Mộc Hy nhìn Diệp Huyên, hấp thu. Diệp Huyên ngạc nhiên, hấp thu những tia chớp kia ư. Mộc Hy gật đầu, nàng ta nhìn về phía đó, lôi trì này đều là lôi thiên kiếp của thời đại chúng ta, có sức mạnh sấm sét cực kỳ tinh thuần. Nếu ngươi có thể hấp thu những nguyên tố sấm sét này, thân thể của ngươi sẽ đột phá một lần nữa. Diệp Huyên nhìn về phía lôi trì kia, trong lôi trì có sấm chớp lóe lên, uy lực khiến người ta cảm thấy áp lực. Mộc Hy đột nhiên nói, đi đi. Diệp Huyên hơi do dự, sau đó hỏi, có nguy hiểm không? Mộc Hy gật đầu, có. Diệp Huyên chớp mắt, nguy hiểm gì? Mộc Hy đáp, ngươi có thể bị sét đánh chết. Diệp Huyên. Một lát sau, Diệp Huyên không hỏi thêm nữa, hắn đi về phía lôi trì kia. Càng đến gần, uy lực của thiên lôi càng mạnh. Diệp Huyên dừng bước, sau đó quay đầu nhìn Mộc Hy ở cách đó không xa, Mộc Hy cô nương, cứ thế mà hấp thu à? Mộc Hy nhìn Diệp Huyên, đúng thế. Diệp Huyên gật đầu, được. Nói xong, hắn biến thành một tia kiếm quang bay vào trong lôi trì. Vừa đi vào, vô số tia chớp đã lập tức đánh lên người Diệp Huyên, trong nháy mắt. Diệp Huyên lập tức bị sấm chớp bao phủ. Đau không? Diệp Huyên cảm thấy không đau lắm, chỉ hơi tê dại thôi. Lúc này, Mộc Hy đột nhiên bấm tay, một tia sáng trắng bay vào giữa chân mày của Diệp Huyên. Cùng lúc đó, giọng nói của Mộc Hy vang lên trong đầu hắn. Đây là một tâm pháp, người cứ làm theo tâm pháp này là có thể hấp thu thiên lôi chi kiếp vào người, sau đó biến thành năng lượng sấm sét để cường hóa thân thể. Diệp Huyên gật đầu. Một lát sau, hắn bắt đầu vận chuyển tâm pháp kia, dần dần, những tia chớp xung quanh bắt đầu bị thân thể của hắn hấp thu, lúc này, hắn cảm thấy cả người ấm áp, vô cùng thoải mái. Diệp Huyên hé miệng cười, đây là lần đầu tiên hắn tu luyện thân thể thoải mái như thế, trước kia lúc tu luyện thân thể đều đau đến mức không muốn sống. Thật ra nguyên nhân chủ yếu vẫn là vì thân thể của hắn khá mạnh, cho nên mới có thể thoải mái như thế. Một lát sau, Diệp Huyên tập trung tinh thần, bắt đầu hấp thu những thiên lôi chi kiếp kia. Còn Mộc Hy thì xoay người rời đi. Mộc Hy đi tới trước bia đá, trên tấm bia đá có một hư ảnh xuất hiện.
chính là thượng thần thần bí kia. Mộc Hy nhẹ giọng nói, thượng thần vẫn lựa chọn hắn. Thượng thần cất lời, không phải ta lựa chọn hắn, mà là chúng ta không có sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể kết thiện duyên với hắn. Mộc Hy nói, không phải còn có người phụ nữ thần bí kia sao? Thượng thần nhẹ giọng nói, lựa chọn người phụ nữ kia sẽ không có đường lui. Mộc Hy trầm giọng nói, thượng thần phát hiện ra điều gì sao? Thượng thần đáp, ách thể còn đáng sợ hơn trong tưởng tượng của ta nhiều. Thiếu niên kia có thể sống đến tận bây giờ chắc chắn là có cường giả khiến người đời phải khiếp sợ bảo vệ hắn, nếu không chắc chắn hắn sẽ không thể sống đến tận bây giờ. Mà người có thể ngăn cản ách thể. Nói đến đây, nàng ta im lặng. Mộc Hy cất lời, người phụ nữ thần bí đó không thể không hiểu sự mạnh mẽ của người đứng sau hắn được, nhưng tại sao bà ta vẫn làm như thế? Thượng thần nói, không biết, nhưng nhìn từ tình hình hiện tại, người phụ nữ này khá là điên cuồng. Việc tộc ta phải làm là kết thiện duyên với thiếu niên kia, sau đó yên lặng theo dõi tình hình là được. Nếu người phụ nữ thần bí thắng, chúng ta chỉ mất thiên địa huyền điện kia mà thôi, nhưng tộc ta vẫn có thể tiếp tục truyền thừa. Nếu Diệp Huyền kia thắng, tộc ta sẽ lãi to. Mộc Hy gật đầu, ta hiểu rồi. Nhưng nếu người phụ nữ kia bắt buộc chúng ta phải chọn một bên thì sao? Thượng thần nhẹ giọng đáp, vậy thì chọn Diệp Huyên. Mộc Hy hơi tò mò, vì sao? Thượng thần hỏi, ngươi tin tưởng chính nghĩa không? Mộc Hy lắc đầu, không tin tưởng lắm, từ trước đến giờ, người nào thắng thì người đó chính là chính nghĩa. Thượng thần nhẹ giọng nói, vậy ngươi có thể thử tin tưởng. Mộc Hy hơi tò mò, Diệp Huyên chính nghĩa ư? Thượng thần hỏi, ngươi đã nhìn thấy vũ trụ ngũ duy chưa? Mộc Hy hơi ngây người, sau đó nhẹ giọng nói, có. Nói đến đây, nàng ta như nghĩ đến điều gì nên hơi nhíu mày, không đúng lắm, Diệp Huyên là ách thể, mà ách thể không phải là bị trời phạt ư. Nhưng hắn ở vũ trụ ngũ duy lại như cá gặp nước, chẳng những không bị trời phạt còn thân thiết với thiên đạo ngũ duy như thế, quan trọng nhất là vũ trụ ngũ duy còn có vô số thiên địa chi linh, những thiên địa chi linh này cũng không bài xích hắn, điều này thật sự hơi khó hiểu. Chẳng những thế, ta có thể cảm nhận được những linh kia và người của vũ trụ ngũ duy đều tôn trọng hắn tựa thần linh, hắn hoàn toàn không giống người có ách thể, mà giống người có thiện thể hơn. Thượng thần nói, có hai nguyên nhân, một là có người ngăn cản nguyên nhân tai ách của ách thể giúp hắn, thứ hai là hắn đang từ từ thay đổi số phận của mình. Trên đời không có thứ gì là tuyệt đối, cả ách thể cũng thế. Mộc Hy trầm giọng nói, ách thể này thật sự có thể đảo ngược sao? Thượng thần đáp, mọi thứ đều có thể. Mộc Hy lắc đầu, ta vẫn thấy lo lắng về người phụ nữ kia. Chúng ta giúp đỡ Diệp Huyên, ta sợ bà ta sẽ nhằm vào chúng ta. Thượng thần im lặng một lát rồi nói, nếu bà ta dám nhằm vào chúng ta, ta cứ rời tộc đến vũ trụ ngũ duy, đồng sinh cộng tử với Diệp Huyên. Mộc Hy nhìn về phía thượng thần, chơi lớn thế ư. Thượng thần lạnh nhạt nói, người phụ nữ này muốn dắt mũi chúng ta sao có thể để bà ta như ý được. Nếu bà ta hiếp người quá đáng thì cứ cá chết lưới rách. Tộc ta có thể tồn tại đến bây giờ không phải vì hèn nhát. Hơn nữa chết vinh còn hơn sống nhục. Cho dù là thời đại nào, khí phách và lòng tự trọng cũng rất quan trọng, nếu không có thì sống còn có ý nghĩa gì nữa. Mộc Hy cười khẽ, ta hiểu rồi, nếu người phụ nữ kia còn dám đến bắt nạt chúng ta. Chúng ta sẽ đánh chết bà ta, dù có đánh không lại cũng phải đánh. Thượng thần nói, đi thức tỉnh thêm tộc nhân đi, chuẩn bị ứng phó với mọi chuyện. Mộc Hy gật đầu, tuân lệnh. Dứt lời, nàng ta xoay người rời đi. Thánh vực. Trong nhà trúc, người phụ nữ thần bí đang xem quyển cổ tịch trong tay, thỉnh thoảng nở nụ cười. Lúc này, thánh chủ đột nhiên xuất hiện bên ngoài nhà trúc, cung kính thi lễ về phía nhà trúc, chủ nhân. Tam cô nương kia đến rồi. Người phụ nữ thần bí buông cổ tịch xuống, cười cất lời, cho mời. Tam cô nương xoay người đi vào trong nhà trúc, bà ta đưa mắt nhìn xung quanh, sau đó nhẹ giọng nói, đơn giản thế. Người phụ nữ thần bí cười nói, mời tam cô nương ngồi. Tam cô nương nhìn thấy trên mặt bàn phía chỗ ngồi đối diện của người phụ nữ thần bí có một chung trà. Tam cô nương cười hỏi, xem ra cô nương vừa mới có khách. Người phụ nữ thần bí gật đầu, nàng vừa mới đi.
Tam cô nương ngồi xuống trước mặt người phụ nữ thần bí, bà ta nhìn cổ tịch trong tay người phụ nữ, đây là sách gì? Người phụ nữ thần bí cười nói, sảng văn. Tam cô nương chớp mắt, sảng văn. Người phụ nữ thần bí gật đầu, chính là tiểu thuyết khi xem sẽ khiến người ta cảm thấy vui vẻ, nhưng tiểu thuyết thế này có rất nhiều lỗ hổng, ví dụ như văn phong khá tệ, thiếu tính nội hàm, thường không viết hết cả chuyện, tình tiết lặp lại, thậm chí còn có mâu thuẫn kéo dài. Tam cô nương hỏi, chỉ cảm thấy vui vẻ thôi à? Người phụ nữ thần bí gật đầu, đúng thế, vui lắm. Tam cô nương nhìn người phụ nữ thần bí, không ngờ cô nương lại đọc loại sách này. Người phụ nữ thần bí đặt cổ tịch xuống trước mặt, cười nói, ta chỉ là một người phàm tục, những tác phẩm nổi tiếng quá thâm sâu, đọc không hiểu được. Hơn nữa cuộc sống quá áp lực, đọc chút sảng văn giải sầu, có gì không tốt chứ? Tam cô nương cười nói, cuộc sống của cô áp lực lắm sao? Người phụ nữ thần bí chớp mắt, kẻ thù của ta đều rất mạnh, ví dụ như cô gái váy trắng kia. Một chiêu kiếm của nàng ta đã đủ để giết ta rồi, cô nói xem ta có áp lực không chứ? Tam cô nương cạn lời. Cũng biết nàng ta có thể giết mình bằng một kiếm mà vẫn nhằm vào người ta à? Lúc này, người phụ nữ thần bí đưa quyển cổ tịch cho Tam cô nương, đọc một tí không, có lẽ có thể giải sầu đấy. Tam cô nương nhận lấy cổ tịch, bà ta mở ra xem thử, một lúc sau, bà ta nhíu mày, đóng cổ tịch lại, chỉ số thông minh của nhân vật phản diện trong chuyện này thấp thế. Người phụ nữ thần bí cười to, xem ra thể loại này không hợp với cô. Tam cô nương ngẫm nghĩ một lát rồi tiếp tục mở ra đọc, khoảng một khắc sau, bà ta lắc đầu lần nữa, thật sự hơi khó hiểu. Người phụ nữ thần bí cười to, thật ra ta đọc rất nhiều sảng văn, mà đa số những sảng văn này đều chỉ có một kịch bản, ví dụ như, đánh quái thăng cấp nhặt bảo bối rồi vào học viện trong hang núi bán đấu giả, làm nhiệm vụ vào bí cảnh, đi từ tiên giới đến thần giới, thiên phú hiếm thấy căn cơ tốt, tu luyện một năm bằng 10 năm, bên trong chiếc nhẫn có một ông thần, ha ha. Tam cô nương. Người phụ nữ thần bí nâng chung trà lên uống một ngụm, sau đó cười nói, được rồi. Chúng ta bàn chính sự đi, cô đến tìm ta có chuyện gì? Tam cô nương gật đầu, chỉ muốn nói cho cô biết, trước đó Diệp công tử từng đến đạo môn của ta. Người phụ nữ thần bí nói, chuyện cô và hắn đối luyện à? Tam cô nương gật đầu, đúng thế, cô nương không tức giận chứ? Người phụ nữ cười đáp, cô đến nói với ta, ta cũng không tức giận nữa. Đa tạ, nói thật. Kẹp ở giữa các ngươi rất khó sống, nhưng ta đã quyết định rồi, đạo môn sẽ đóng cửa, không nhúng ta vào chuyện gì trên thế gian nữa. Không cần thiết phải thế, ta cũng không phải người độc ác, sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Cô muốn kết thiện duyên với hắn, ta cũng có thể hiểu. Tam cô nương nhìn người phụ nữ thần bí, cô nương không giống một người xấu. Nếu ta đoán không sai, cô nương nhằm vào Diệp Huyên. Cho dù Diệp Huyên chết hay sống thì cô nương cũng sẽ chết, đúng không? Người phụ nữ cười đáp, cô thông minh giống hệt Niệm Niệm cô nương kia vậy. Tam cô nương lắc đầu, ta không hiểu tại sao cô nương phải làm như thế. Người phụ nữ thần bí cười khẽ, không nói gì. Lúc này, thánh chủ lại xuất hiện bên ngoài nhà trúc, chủ nhân, Diệp Huyên ở Bắc Hoang đang giúp đỡ hắn. Người phụ nữ thần bí khẽ mỉm cười, ta đánh giá thấp Bắc Hoang này rồi. Không tiếp đón cô được nữa, ta phải đến Bắc Hoang một chuyến. Dứt lời, bà đứng dậy rời đi. Tam cô nương đột nhiên nói, có lẽ Bắc Hoang cũng muốn kết thiện duyên với hắn giống như ta. Người phụ nữ cười đáp, đánh cực không, bà nghĩ Bắc Hoang này sẽ cứng đầu đến mức nào. Tam cô nương trầm giọng nói, nếu bọn họ cố chấp đến cùng thì sao? Người phụ nữ thần bí chớp mắt, bà thật sự cho rằng ta muốn lôi kéo Bắc Hoang sao? Tam cô nương. Bắc Hoang. Trong lôi trì, Diệp Huyên vẫn đang điên cuồng hấp thu lôi thiên kiếp, khi năng lượng của những luồng sấm sét ấy truyền vào cơ thể, một tầng ánh sáng lôi điện nhàn nhạt xuất hiện khắp thân thể hắn. Cơ thể ấm áp, rất thoải mái. Diệp Huyên khép hờ hai mắt, thực lực hiện tại của hắn đã đủ giết chết một vài cường giả thần cảnh trong vài giây. Nhưng hắn biết gặp người phụ nữ thần bí kia thì mình vẫn không có cơ hội chiến thắng. Chưa nói đến người phụ nữ thần bí,
đối mặt với cường giả cấp bậc như Tam cô nương thôi hắn đã không có khả năng thắng, vì kiếm của hắn khó mà phá được thân thể của bà ta. Trừ khi kết hợp mệnh kiếm và thuấn sát nhất kiếm, hơn nữa còn phải cộng thêm tín ngưỡng chi lực và bốn loại vực. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 131.